cho tôi miếng nước. Ừ? Làm ơn cho tôi miếng nước. Bà khát lắm hả? Một miếng nước thôi mà bà phải gian xin tôi như vậy, có thấy nhục nhã không? Cho tôi miếng nước, tôi sắp chết rồi. Muốn uống hả? Được, tôi sẽ cho bà uống. Nhưng trước hết đó, bà phải khai ra, có phải bà với thằng Thành Thiên và thằng Đại đang cấu kết chống lại tôi không? Tụi nó đã biết được những gì? Ừ? Cả hai đang tìm cách trả thù ông. Tụi nó đang tìm bằng chứng để chống lại ông. Bà đó đã cung cấp tin tức gì cho tụi nó? Ông cởi trói cho tôi, cho tôi miếng nước. Rồi ông muốn tôi nói gì tôi cũng nói hết. Bà nói thiệt nha. Tôi hứa. Chỉ cần bà ngoan ngoãn nghe theo lời tôi thì cửa thiên đàng đã ở trước mặt. Còn bà mà chống tôi thì chỉ có nước xuống địa ngục. Bà nghe rõ chưa? Làm ơn cho tôi ăn. Bà muốn ăn tô mì hả? Dễ lắm, đâu gì đâu khó. Muốn ăn á, đọc mật khẩu email của bà cho tôi. Muốn lấy mật khẩu email của tôi làm gì? Định thầy tôi viết thư tuyệt mệnh đúng không? Bây giờ bà có muốn ăn tô mì này không? Hay là để tôi đổ đi à? Muốn ăn. Trước sau gì tôi cũng biết mình sẽ có kết cục thê thảm. Nhưng tôi không muốn chết đói. Tốt. Mật khẩu của tôi là duyên 7502. Cho tôi ăn đi. Bà nói tôi nghe đây, lần nữa tôi nghe không có rõ. Duyên 7502. À. Đưa tay cho tôi. Từ từ thôi, để mắc nghẹn đó. Dạ, dạ, chào ông chủ. Thank you.
ăn sao vậy? Dạ tụi em không biết à. Ông đã bỏ gì vào tôi mày? Tôi bỏ gì là chuyện của tôi, nhưng mà bà tự nguyện ăn mà. Tôi đâu có ép bà đâu. Giết người, đồ bảo là anh. Tất cả những kẻ đã phản bội tôi đều phải nhận kết cuộc như vậy. Bà cũng không ngoại lệ. Chào anh. Chào anh. Các cậu làm nhanh gọn lẹ, đốt cái xác bà ta trước, sau đó đốt căn nhà luôn, tạo hiện trường giả như một vụ hỏa hoạn. Dạ. Dạ. Mày canh cổng, mày xách bình xăng theo tao. Dạ. Tưới sân, đốt, phi tan cái xác, làm nhanh, rút khỏi nhà. Dạ. Tối qua nội ngủ ngon không nội? Nội ngủ không được con. Lúc trước nội đi máy bay thường không sao, mà bây giờ mỗi lần máy bay lên xuống nội khó chịu quá. Vậy mai mốt á, ba phải chịu khó đi chơi nhiều hơn nữa cho nó quen lại. Hay là để con mua vé cho ba bay qua Úc chơi với cô ba. Từ từ rồi tính con. Ba còn về quê nội để sắp xếp một số công việc nữa. Dạo này cô Tiết đi học rồi, con rảnh cả ngày lận. Hay để con đưa nội đi chơi ha. Nội muốn đi đâu con sẽ lấy xe chở nội đi ha. Nội mà đi đâu nữa con ơi. Mà nếu có đi, chỉ đi thăm mấy ông bạn già của nội thôi. Công việc của mấy cha con bây sao rồi? Tốt chứ? Dạ thưa ba, mọi chuyện cũng tốt. Cũng nhờ có hai đứa nó phụ con cho nên mọi việc đều ổn. Vậy là tốt rồi đó. Nội cũng yên tâm. Hai đứa nhớ theo ba con học hỏi. Sau này ba con về hưu thì cũng giao lại cho hai đứa quản thôi à. Nội yên tâm, hai anh em con lúc nào cũng hết lòng vì công việc. Với sự quản lý của ba thì sự nghiệp của gia đình mình chắc chắn sẽ đi lên. Bây giờ ông nội cứ lo an hưởng tuổi già đi. Anh hai và chồng con là cánh tay đắc lực của ba. Con còn mong gia đình mình luôn hạnh phúc, vui vẻ như vậy nè. Nhà mình là số 1 ha ba. Alo, tôi nghe đây. Cái gì? Chuyện xảy ra khi nào chị? Sao? Cô nói cái gì? Nghe nói mấy bữa nay cô Duyên á, cô không có đi làm. Bà có biết tại sao cô không đi làm không? Không biết. Chỉ là tổng giám đốc nói với tôi á, cô Duyên đã bị bệnh nên phải nghỉ ở nhà vài hôm thôi. Nghe nói á, là cổ chết cháy, là tự sát hay là sự cố chập điện cháy nhà vậy? Không biết, bên công an đang điều tra. À, nhưng mà nghe nói á, cái xác cháy đen hả? Không nhận ra mặt mũi gì hết trơn.
Tại sao lại như vậy chứ? Ghê quá. Mẹ tôi nói gieo nghiệp thì phải trả nghiệp, mà cô Duyên lúc còn sống cũng làm nhiều chuyện ác lắm, cho nên bây giờ mới có kết cục như vậy thôi. Thì tôi cũng biết chị Duyên là người phá hoại hạnh phúc gia đình của tổng giám đốc. Trong công việc thấy bà cũng khiếp lắm, thấy bà giàu sụ như đại gia. Có chuyện gì vậy con? Sao cha con bay có vẻ căng thẳng vậy? Người ta báo nhà cô Duyên cháy đêm hôm qua. Giờ cô Duyên đã qua đời rồi. Trời, sao có chuyện vậy? Nam Mô Di Đà Phật. Tội nghiệp của Duyên quá, sao quái lại chết thảm như vậy? Cháy nhà là sự cố hay là có người cố tình phóng hỏa? Vẫn chưa biết được. Rồi đi, công an sẽ điều tra ra nguyên nhân thôi. Bà cũng hy vọng công an sẽ điều tra ra sự thật. Còn phải đi tới đó để coi sao. Dù sao, cô Duyên cũng là nhân viên kỳ cựu của em Triban, cũng là bạn thân của con. À, thôi con đi đi, có chuyện gì về báo cho ba biết. Dạ. Ừ. Thưa nội, thưa mẹ, chắc con với anh hai cũng phải đi. À, thôi con đi đi. Thưa nội, thưa mẹ cũng đi. Anh đi làm, em ở nhà lo cho mẹ, đừng có đi đâu nha. Dạ, anh đi cẩn thận nha. Mẹ à, con biết mẹ buồn vì tin cô Duyên mất. Chờ mọi việc xong, con sẽ chở mẹ tới thắp nhang cho cô ấy. Con nghe nói là mẹ và ba và cả cô Duyên nữa là những người bạn thân của nhau. Cái chết của bà Duyên nhất định có bàn tay của ông ta nhúng vào. Anh có chắc như vậy không? Tôi dám quả quyết với cậu là như vậy. Nếu sự thật là như vậy thì mọi chuyện đã đi đến đỉnh điểm. Nếu như chúng ta không ra tay trước thì người tiếp theo sẽ là anh em mình. Mình ra ngoài bàn đi, mẹ đang chú ý tới tôi và cậu. Con cậu xin trời Phật phù hộ cho gia đình con được bình yên. Cái chết đột ngột của bà Duyên khiến tôi rất sốc. Tôi và bà ấy vốn là bạn học trước kia. Dạ, chuyện này cũng rất bất ngờ đối với em. Sao chị Duyên lại chết cháy như vậy chứ? Bên công an đã khám nghiệm hiện trường. Căn nhà cháy rụi nên cũng không biết là tai nạn hay là cô đã tự sát nữa. Vào đi. Tổng giám đốc. Chào chú. Anh có nhận được email của bà Duyên gửi chưa? Mail? Mà là mail nào? Gửi bao giờ? Là bức thư tuyệt mệnh bà ta đã gửi tối qua trước khi tự sát. Cái gì? Bà ấy gửi thư tuyệt mệnh cho ông à? Không riêng gì tôi, mà cả các thành viên hội đồng quản trị đều nhận được email này. Họ đã trên đường tới đây họp gấp đó. Để tôi kiểm tra mail xem. Tối hôm qua tôi hơi mệt nên ngủ sớm, không hề hay biết cái gì hết. Trời ơi, vì chuyện này mà bà ấy tự sát. Tôi cũng đã phát hiện ra được thất thoát của ngân hàng, nhưng đang đợi bà giải trình. Trời ơi, với con số lên tới hơn 500 tỷ đồng,
làm sao bà ta giải trình cho nổi. Chỉ có cái chết mới giải thoát cho bà ấy thôi. Bà ấy thiệt là bậy quá. Có chuyện gì mà không giải quyết được? Sao lại chọn cái chết như vậy? Lỗi cũng tại tôi một phần. Tôi tin tưởng, tôi giao cho bà ấy nhiều quyền hạn. Bà ấy đã lạm dụng chức quyền, trục lợi cho bản thân, cho nên mới ra nông nổi này. Bà ấy chết thì đã yên phần rồi. Nhưng số tiền này phải giải quyết làm sao đây? Đại nạn của em Tí Băng rồi. Mọi chuyện chúng ta tính sau đi. Quan trọng là lo hậu sự cho bà ấy. Cô ra đánh máy, rồi thông báo với công ty, cùng nhau đóng góp để lo tang lễ cho bà Duyên. Dạ, tổng giám đốc, em xin phép ra ngoài. Dạ, con chào chú. Tổng giám đốc, anh nói đi, có phải là bà Duyên có vấn đề tài chính với em Tí Băng không? Bà ấy làm gì mà biển thủ số tiền lớn như vậy? Tôi biết, bà ấy chơi cổ phiếu, gần đây thua lỗ nhiều lắm. Bà Duyên đã lợi dụng chức quyền của mình để lừa đảo một số công ty và ngân hàng khác và một số cá nhân với số tiền rất lớn. Trong đó, việc làm hồ sơ giả chữ ký của tôi và lừa MT Bank một số tiền không nhỏ. Trời ơi, sao tổng giám đốc lại che giấu chuyện này? Thì ông cũng biết mối quan hệ của tôi và bà ấy. Khi phát hiện ra tôi đã làm việc và bà ấy đã hứa là sẽ khắc phục hậu quả và nộp lại số tiền trên. Nhưng tôi mềm lòng, cho bà một thời gian. Bây giờ, tôi cũng chưa biết cách nào để trình bày với hội đồng quản trị. Cái chết của bà ấy, cộng với chuyện này, thế nào công an cũng vào cuộc. Chuyện đó bây giờ cứ để cho pháp luật giải quyết. Bây giờ lòng tôi rối bời trước cái chết thảm của bà ấy. Dạ chào anh tìm ai? Xin lỗi, có bạn ở nhà không? Dạ, vậy mời anh vô nhà. Dạ, mời anh ngồi chơi, để em lên gọi ba em. Cảm ơn. Nhà cậu có ai bệnh à? Sao không điện thoại mà lại tới tận đây? Dạ, nhà tôi và mọi người vẫn khỏe. Tôi tới đây là có một chút việc muốn hỏi bác sĩ. À, mời ngồi. Tôi biết bác sĩ có một mối quan hệ rất thân tình từ lâu với gia đình của tôi. Chính ba tôi là người đã bỏ tiền ra để chữa chạy căn bệnh hiểm nghèo, cứu cô con gái duy nhất của ông. Ơn này của cha cậu tôi không bao giờ quên. Lần trước gặp bác sĩ đi chung với ba tôi tới nhà bà Duyên, tôi thấy có nhiều điều rất kỳ lạ. Hôm nay tôi muốn hỏi bác sĩ vài điều. Cậu biết tôi đã là bác sĩ riêng của gia đình cậu rất nhiều năm. Giữa ba cậu và tôi đã có một mối ân tình. Vì vậy xin cậu đừng làm khó tôi. Nhưng tôi cần biết sự thật. Nỗi cô liên quan tới một mạng người. Chuyện này rất quan trọng đối với tôi, xin ông giúp cho. Ông cứ giờ như là khám bệnh cho bà ấy, nhưng thực ra ông được chạm vào người bà ta. Sau đó, nó đại một cái bệnh với thằng con trai tôi cho nó yên tâm. Tại sao tôi phải làm như vậy?
xin ông giúp cho. Đừng hỏi nhiều, rồi tôi sẽ giải thích với ông sau. Bây giờ thì đi theo tôi. Dạ. Chuyện quái quỷ gì xảy ra với mình vậy? Người đàn bà này vẫn còn sống hay đã chết? Thưa bác sĩ, có phải bác sĩ đang nhớ lại những chuyện kỳ lạ xảy ra ở nhà người phụ nữ đó không? À không không, tôi không nhớ, không nghĩ gì hết. Tôi không muốn làm khó bác sĩ, chỉ xin bác sĩ làm ơn cho tôi biết, hôm qua tôi đưa bác sĩ tới nhà người phụ nữ đó, bác sĩ có thấy dấu hiệu bất thường gì của bà ta không? Có đúng là bà ta chỉ bị sốt siêu vi như bác sĩ đã khám không? Tôi xin cậu, cậu hãy để cho tôi yên, tôi không có gì để nói với cậu hết. Cậu về đi. Bác sĩ, nhất định ba tôi đã khống chế bác sĩ. Mọi việc không đơn giản như tôi đã nhìn thấy. Bác sĩ có biết người phụ nữ đó đêm qua đã bị chết cháy, phải tự sát hay bị người ta giết rồi đốt nhà phi tang dấu vết? Trời. Dạ, Thành Thiên đang ở nhà bác sĩ Bảo. Dạ dạ, em biết rồi, sẽ bám sát 24/24. Chú phải đích thân bám sát tụi nó. Nó làm gì, gặp ai thì phải báo liền cho tôi. Nếu để mất dấu nó như mấy ngày trước thì đừng có trách tôi. Dạ đại ca. Mày dám đối đầu với tao sao? Người tiếp theo sẽ là mày. À, đúng là cậu có đến đây, nhưng mà không có khám bệnh. Vậy con trai tôi muốn gì ở ông? Ông đã nói gì cho nó? Cậu ấy có hỏi một số việc đã xảy ra ở nhà người phụ nữ đó. Rồi ông trả lời sao? Không không không, tôi không có nói gì hết. Tốt, cảm ơn ông. Ông nhớ lời tôi dặn, không được nói cho ai biết chuyện này. Nếu công an có hỏi ông thì cứ khai như tôi đã dặn, nhất quán trước sau như một. Ông sẽ tránh được nhiều phiền phức. Dạ 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 dạ, tôi biết, dạ tôi biết. Cảm ơn ông, có gì tôi sẽ liên lạc với ông sau. Dạ chào anh. Vào đi. Dạ thưa tổng giám đốc, có hai anh công an muốn gặp tổng giám đốc ạ. Mời họ vào. Dạ. Mời dạ, hai anh, mời hai anh. Cảm ơn ông, chúng tôi đã làm phiền ông, nên để không mất thời gian, xin đi thẳng vào vấn đề. Dạ được. Chắc ông cũng biết về cái chết của bà Duyên, nhân viên ngân hàng MT Bank. Tôi cũng vừa biết sáng sớm nay. Thật là bất ngờ đối với tôi. Bà ấy là nhân viên kỳ cựu của MT Bank, và cũng là một người bạn học rất thân của tôi. Tôi xin chia buồn với ông, vì ông vừa là cấp trên và cũng là mối quan hệ bạn bè thân thiết với bà Duyên. Chúng tôi muốn ông cho biết một số thông tin về cá nhân cũng như công việc hiện tại của bà Duyên tại đây. Tôi sẵn sàng hợp tác với các anh, không có vấn đề gì. Hiện nay cơ quan công an điều tra chưa có kết luận gì về cái chết bất thường của bà Duyên. Bà ta tự sát hay là cháy nhà do sự cố, hoặc có người cố tình đốt nhà. Nên chúng tôi cần thẩm tra một số mối quan hệ của bà Duyên. Xin ông cho biết, tối hôm qua từ 7 giờ đêm đến sáng, ông đã ở đâu? Tôi ở nhà, không ra ngoài cho tới sáng. Thời gian gần đây nhất, ông có thấy biểu hiện gì bất thường ở bà Duyên không? Đúng là có. Nhưng cũng tại tôi nể tình nên đã bao che cho bà ấy. Ông có thể nói rõ hơn được không? Bà Duyên đã làm thất thoát một số tiền lớn của ngân hàng MT Bank. Tôi cũng mới phát hiện thôi. Nhưng bà ấy xin tôi cho một thời gian để bà ấy khắc phục hậu quả. Tôi đã nể tình, nên sáng nay có người báo
là bà ấy đã để lại thư tuyệt mệnh. Tôi mới biết bà ấy đã chọn cái chết để giải quyết chuyện nợ nần. Thư tuyệt mệnh? Ông nói vậy là sao? Bà Duyên đã gửi thư cho ông trước khi chết? Không, không chỉ gửi cho một mình tôi. Bà ấy còn gửi cho một số người trong hội đồng quản trị. Chính ông Đoàn là người báo tin cho tôi biết. Lúc đó tôi mới mở mail kiểm tra thì mới biết. Vậy ông có thể sao chép và gửi cho chúng tôi bức thư đó được không? Được chứ. Cái chết của bà Duyên còn đã nằm trong vòng điều tra. Chúng tôi cần ông đến cơ quan công an để hỗ trợ cho chúng tôi. Tôi luôn sẵn sàng. Lúc nào cần, các anh cứ gọi. Tôi dám chắc, cái chết của bà Duyên có bàn tay của ông ta nhúng vào. Tôi vừa đi gặp bác sĩ Bảo, người có mặt hôm đó cùng với tôi ở nhà bà Duyên. Rồi anh có thu thập được gì không? Không, ông ấy nhất quyết không nói. Nhìn thái độ của ông ta rất kỳ quặc, tránh né và sợ hãi. Chắc chắn bác sĩ Bảo đã bị ông ta khống chế rồi. Tôi cũng nghĩ vậy. Công an đã vào cuộc, trước sau gì mọi việc cũng được sáng tỏ. Nhưng tôi chỉ sợ tới lúc đó thì muộn rồi. Ông ta sẽ có nhiều thời gian để chạy tội. Không, điều em lo lắng nhất là ông ta sẽ ra tay với mình. Anh đã tìm được người nào chưa? Ông ta... Điều em lo lắng nhất là ông ta sẽ ra tay với mình. Anh đã tìm được người nào chưa? Ông ta tới rồi kìa. Chào anh. Chào chú. Dạ chào anh. Mình ngồi. Đây là anh Phong. Còn đây là Đại, em rể của em. Dạ em chào anh. Nghe anh hai em kể với anh đã lâu, hôm nay mới có dịp được gặp mặt. Chào chú. Là người nhà hết rồi, đừng có khách sáo làm gì. Bây giờ chúng ta cứ đi thẳng vào công việc đi. Hai thằng mày vô trong, chụp góc nào tốt nhất để có thể chụp hình được. Tao không vô vì chỗ này vắng, thằng Thiên có thể nhận ra tao. Dạ đại ca yên tâm, đại ca đứng đây chờ em. Dạ. Em đi nghe. Đi mày. Đi. Mình qua bên này đi. Đó là ông ta. Lộ trình đi làm cô mấy thường ngày, bắt đầu buổi sáng là đến ngân hàng, sau đó hay ra ngoài để giải quyết một số công việc. Về đêm, ông ta luôn có những buổi tiệc tùng ăn nhậu với đối tác. Ông ta luôn luôn có vệ sĩ đi kèm để bảo vệ. Anh phải lên một phương án thật chặt chẽ, đề phòng ông ta phản đòn khi ra tay. Tôi biết đơn đặt hàng này cũng không phải là đơn giản, vì ông ta là người có chức quyền và cũng là người có quyền lực ngầm trong giới giang hồ. Nếu muốn hạ ông ta cũng không phải là chuyện dễ. Anh nói đi, chi thêm bao nhiêu tụi em cũng sẵn sàng. Điều quan trọng nhất là thời gian. Chúng ta ra tay trước thì sẽ thắng thôi. Còn nếu không, ông ta sẽ quật ngược lại, chúng ta sẽ chết cả đám. Tôi đã liên hệ với mấy tay giang hồ có máu mặt ở bên Campuchia rồi. Khi nào mà làm xong việc á, thì tụi nó rút qua biên giới luôn. Coi như là không liên lụy tới mình. Nhưng có điều là chung chi cũng hơi đậm. Không thành vấn đề. Chỉ cần anh hạ được ông ta thì tài sản sẽ lọt vào tay của anh hai và vợ của em. Đến lúc đó, tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ thôi. Với em, chỉ cần trả được thù cho đứa em gái tội nghiệp đã bị ông ta hại chết, thì mọi chuyện còn lại không quan trọng. Chúng ta đang bị theo dõi. Có hai thằng đang dùng điện thoại quay lén và chụp hình.
Cứ ngồi im, đừng dòm ngó xung quanh. Cứ coi như là không có gì xảy ra, để tôi xử lý cho. Vô. Cậu Thiên, cậu quan sát xem họ ngồi đâu, rồi báo vị trí cho tôi. Có tất cả bao nhiêu người? Có hai thằng. Bạn tụi nó còn cách xa mình khoảng 6-7 mét gì đó, về phía bên trái, sau một lùm cây. Toilet quán này nằm ở đâu? Anh đứng lên, đi thẳng ra đằng sau. Tôi sẽ đi vòng ra phía sau. Khi nào mà cậu thấy tôi xuất hiện sau lưng tụi nó, cậu nhớ tiếp ứng cho tôi nha. Dạ. Em còn quen lắm với những việc như vậy. Cậu đừng lo, cứ ngồi yên đi, để tôi và Tâm xử lý. Vô. Ê, mày cẩn thận nha, coi chân bị phát hiện bây giờ đó. Mày đừng lo, ở đây cây cối ụp sầm mà, dễ gì phát hiện được. Ê, ê, hình như có một thằng đi toilet. Ừ, tao biết rồi, từ nãy giờ quay lưng không mà. Để ông vô đi, rồi tôi quay mặt ổng. Bà cực công nấu vậy, không biết có ai về ăn không nữa. Chiều thứ bảy, hy vọng ông và con hai sẽ về ăn mà. Đàn ông nhà này á, có phước mà không biết hưởng. Đâu dễ có một người vợ, một người mẹ biết chăm sóc gia đình như bà đâu. Hình như là ông về á, để con ra coi. Ngoại về rồi kìa con, ra đón ngoại đi tiếp. À, gì gì? Thằng chó con của ngoại, con có thích chiếc xe này không? Dạ thích. Ừ. Nhưng ông ngoại ơi, ừ? Mới muốn ông ngoại mua cho con chiếc xe to lắm vậy. Ta không biết xe này mới chở mẹ đi được. Ừ. Chó con của ngoại có ngoan không nè? Ừ. Ông ngoại hứa mai mốt sẽ mua cho cục vàng chiếc xe bự như xe của ông ngoại ha. Dạ. Nhưng mà có chở ông ngoại đi không? Con chở ông ngoại với ba mẹ. Ừ. Con chở bà ngoại với lại còn hai nữa. Dạ anh mới về. Cô Tiết, xuống đi con. Con đi chơi cho ngoại nghỉ ngơi ha. Dạ. Dạ, anh vô nghỉ ngơi rồi đi tắm đi. Em chuẩn bị cơm nước xong rồi. Hôm nay thứ bảy hết giờ làm việc rồi. Sao hai đứa kia chưa về nhà? Dạ, con gọi rồi. Anh hai và chồng con đang đi công việc. Hai người đó sẽ tranh thủ với nhà ăn cơm ạ. Cô Tiết, không có nghịch con. Hết giờ làm việc rồi. Hai thằng đó đi đâu? Tụi nó đang cấu kết để chống lại tôi. Bà biết rõ chuyện này phải không? Lấy được cái máy rồi. Lấy. Mày hét tụi mày. Đừng đuổi theo nữa. Lấy được cái máy rồi. Coi chừng tụi nó còn đồng bọn bên ngoài đó. Chú làm ăn cái kiểu gì vậy? Giải tán cái đám đàn em ăn hại đi. Lúc đó em không ra mặt,
vì sợ thần tiên phát hiện ra em. Nhưng cũng không ngờ xuất hiện một gã đại ca dỗ dỗ như vậy. Hai đứa tụi nó đánh không lại. Em nghe hai đứa đó nói, thần tiên cũng thành thạo đánh đấm lắm. Chú không nhận ra mặt gã kia là ai sao? Dạ, máy điện thoại của tụi nó bị lấy đi, nên không còn hình ảnh gì hết. Chết tiệt, toàn bộ đồ ăn hại. Bằng mọi giá phải tìm hiểu người mà thằng Thiên đang qua lại là ai. Tôi cho chú 24 giờ, sau đó báo lại kết quả cho tôi. Dạ, em biết rồi. Có chuyện gì vậy anh? Về mà hỏi thằng con trai yêu quý của bà. Được, nó muốn chơi với tôi. Trước kia tôi tống nó vào tù được, thì bây giờ chuyện đó có xảy ra một lần nữa thì cũng đâu có gì khó. Đủ rồi, anh dừng tay lại đi. Anh không thể hại con em thêm một lần nào nữa. Em sẽ không để cho chuyện đó xảy ra nữa đâu. Bà có biết bà làm tôi đau lắm không? Nhìn vô mắt bà, tôi đã hiểu ra mọi việc. Trong lòng của bà chỉ có nó. Tôi chỉ là một kẻ thừa trong cuộc đời của bà, có đúng không? Chồng là người rất quan trọng, nhưng với người phụ nữ, con cái mới là tất cả. Em có thể chết vì con. Bà sẽ phải hối hận vì sự chọn lựa ngày hôm nay. À, cậu hai về rồi. Thưa bà, cậu mới gì? Ngoan. Anh hai á, với anh Đại vô tắm đi. Cả nhà đang chờ cơm đó, để em vô phòng rồi mời ông nội ra ăn cơm. Dạ thưa ba, con mới về. Cô Tiết nè, ở nhà có ngoan không? Dạ có. Con ngoan lắm nên ba làm người con cỡ đi ba. Ừ. Con hư ghê đó, ba đi làm về mệt rồi, để ba nghỉ ngơi chứ. Rồi, ba làm người con cỡ nha. Dạ. Rồi, leo lên. Rồi, xong chưa? Ba chuẩn bị đi nha. Nhông nhông nhông, ngựa ông đã về, cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn. Lên lầu nha. Ghé qua ngân hàng, ba có việc muốn giao cho con. Ngày mai con bay ra Đà Nẵng giải quyết hồ sơ này cho ba. Chi nhánh ngoài đó mới thành lập, nghiệp vụ vẫn còn yếu, nên ba muốn con ra đó một chuyến. Sao gấp gì ba? Lẽ ra ba phải đích thân đi giải quyết, nhưng kẹt công việc ở đây, phải tiếp một số đối tác lớn từ Singapore qua, nên ba mới nhờ tới con. Con cần thời gian để nghiên cứu hồ sơ. Không cần đâu, con cứ đọc trước. Ra ngoài đó có phòng nghiệp vụ hỗ trợ, chỉ cần con coi hồ sơ, khảo sát phía khách hàng cho dây. Nếu thấy ok thì con cứ quyết định. Dạ. Thôi con về chuẩn bị đi. Ba đã cho thư ký đặt vé máy bay cho con rồi. Dạ, thưa ba con đi. Ừ.
Anh hai. Ủa, cậu cũng ở đây hả? Ông ta giao cho em bay ra Đà Nẵng để giải quyết một số hồ sơ. Ông ta cũng mới vừa gọi cho tôi. Anh vào đi, cậu ông ta muốn gì hả anh? Ừ. Vào đi. Dạ thưa ba, cho gọi con. Con ngồi đi. Dạ. Con có biết công ty xây dựng An Bình không? Dạ. Có phải công ty đó vay của em tiền bằng 150 tỷ cho việc đầu tư xây dựng dự án resort An Bình Đà Lạt không ba? Đúng rồi đó con. Nhưng hiện nay dự án đó đang chững lại vì ảnh hưởng kinh tế toàn cầu. Họ mất khả năng chi trả cho em Triben. Bên đó đề nghị bán lại một số lô đất vàng để cấn trừ nợ. Ba bận không có đi được. Thứ tư, con thay mặt ba bay lên đó xem đất, thẩm định giá. Nếu ok thì con đứng tên mua lại cho ba. Thứ tư này con có một cuộc họp rất là quan trọng bên công ty của con. Để tuần sau con đi được không ba? Con nên dời cuộc họp lại. Chuyện này quan trọng hơn. Nếu không thu hồi được nợ xấu thì MTBank sẽ rơi vào tình trạng bế tắc, không lối thoát. Dạ, con biết rồi. Vé máy bay thư ký đã đặt. Con lên tới sân bay Liên Khương sẽ có người đón con. Dạ. Nếu ba không còn dặn dò gì nữa, con xin phép về công ty làm việc. Mọi việc cậu lo có ổn không? Tôi đang chuẩn bị lên Đà Lạt đây. Nhìn bề ngoài em thấy bình thường, nhưng suy nghĩ kỹ lại em thấy có gì đó kỳ kỳ. Tại sao ông ta lại phân công cho anh em mình đi công tác xa vào lúc này chứ? Ông ta đang có ý đồ gì? Có lẽ sợ tôi và cậu ở nhà điều tra cái chết của bà Duyên, nên ông ta điều đi cho qua đám tang. Dù gì thì anh cũng nhớ cẩn thận. Ông ta là một con cáo già, khó mà đoán được những hành động tiếp theo của ông. Cậu cố gắng làm cho xong công việc rồi về với mẹ con Kim Ngân nghe. Chắc là tôi sẽ về sau cậu vài ngày. Ok, vậy nghe. Bye anh. Có gì liên lạc sau nha. Ừ. Con nói chuyện với em rể hả? Dạ. Con đi mấy ngày mới về vậy? Dạ, con cũng không biết nữa mẹ. Chừng nào giải quyết xong công việc rồi con về. Đà Lạt mùa này lạnh lắm, con lấy thêm áo khoác đi. Dạ, con mặc một cái bên ngoài là được rồi. Lên đó chủ yếu hưởng sự khác biệt của thời tiết mà mẹ. Cậu hai, cậu đi á nhớ mang theo mấy cái này nha. Cậu đâu có thích xài đồ khách sạn đâu. Cảm ơn Lụi nhiều nghe. Không ngờ Lụi cũng biết nhiều thói quen của tôi quá chứ. Con ở nhà mấy năm rồi, người nào thích cái gì, ghét cái gì con biết hết á. Tôi đi vài ngày, nhờ Lụi ở nhà chăm sóc mẹ giùm tôi nghe. Cậu yên tâm, cậu khỏi cần nói. Con cũng sẽ chăm sóc bà. Cậu nhớ mua hoa bất tử, về trả công cho con là được rồi. Thành Thiên, con đi đường bình an. Phải nhớ những lời mẹ dặn, cẩn thận trong mọi chuyện nha con. Mẹ à, con đi công tác có vài ngày à, mẹ đừng có lo. Ra tới ngoài đó con sẽ gọi điện thoại về hàng ngày cho mẹ. Ừ. Cậu hai đi thân lộ bình an nha. Ừ. Con đi nghe mẹ. Ừ. Nhớ cẩn thận nha con. Dạ. Dạ chào anh. Anh là Thành Thiên, con trai tổng giám đốc An Bình. Xin lỗi tôi đến trễ. Chào anh. Tôi là trợ lý của tổng giám đốc An Bình. Tôi được lệnh sếp đến đây để đưa anh về công ty làm việc. Mời anh ra xe.
Tôi biết rồi. Dạ dạ. Chào anh. Xin chào. Tôi là giám đốc kinh doanh của An Bình, phụ trách hướng dẫn anh trong chuyến khảo sát đất đai kỳ này. Mời anh lên xe. Thưa anh hai, tụi em đang vào tới con đường đất đỏ. Tụi bay thấy con mồi sao rồi? Dạ, anh yên tâm, con mồi vẫn còn nguyên vẹn, trông cũng dữ dằn lắm, nhưng mà không làm gì được em đâu. Anh báo với khách hàng chuẩn bị nhận hàng. Ok. Dạ. Cái mạng của tao, tao trả tụi mày bao nhiêu, tao mua lại gấp luôn. Mày muốn thương lượng hả? Phải. Tao có thể cho tụi mày gấp luôn, chỉ là gấp 3 lần. Thiệt là tụi tao không biết giá, mà mày thử đoán xem cái mạng của mày đáng giá bao nhiêu. Rồi giá đi. Im. Cái thằng này không biết xuống máy bay chưa mà không chịu nghe máy nữa. Linh à, sao con sốt ruột dữ vậy? Đợi nó lên trên đó nó lo công việc xong rồi nó gọi cho con mà. Có phải lần đầu tiên thằng Thiên nó đi công tác xa nhà đâu con? Nhưng mà lần này sao con sốt ruột quá ba ơi. Con lo không biết có chuyện gì xảy ra với nó không nữa. Con đừng có tự nhát mình như vậy. Yên tâm đi, biết đâu giờ này nó đang bận họp, nó chưa gọi điện thoại về cho con thôi. Ông đi đánh banh nhớ về sớm ăn cơm nghe. Con ra mở cổng cho ông đi. Dạ. Ba đi đánh banh nghe, lát ba về. Con á, đừng có lo lắng không đâu. Nè, chút nữa nghe, thằng Cú Tích về, nó quậy tưng bừng lên đó, lúc đó lo cho cháu, quên lo cho con. Dạ, ba đi. Ba đi nghe. Dạ. Tiền lắm, làm giang hồ cũng phải có quy tắc riêng. Lấy một đống tiền của mày phải bán mạng của tụi tao cũng không ham. Xuống xe.
Anh yên tâm, tụi tôi bảo kê vào ngoài, địa hình ở đây hiểm trở, nó không trốn thoát được đâu. Em vừa mới đi đón con về. Anh đã họp xong chưa? Anh đã ăn uống gì chưa? Anh mới về tới khách sạn, nghỉ ngơi tắm rửa xong, mới vừa đi ăn cơm về. Vậy chừng nào anh mới họp xong? Ừ. Thưa bà ngoại, con mới đi học về. Ừ. Anh, chút nữa em gọi lại cho anh nha. Hình như mẹ đang có chuyện gì không vui á. Mẹ, mẹ có chuyện gì vậy? Sao nhìn mẹ lo lắng quá vậy? Mẹ gọi điện cho anh con, mà sao anh con không chịu nghe máy? Không biết có chuyện gì không nữa. Anh hai con mới ra sân bay mà, từ đây lên Đà Lạt chắc cũng phải 30 phút. Giờ anh con chắc sắp cất cánh. Có thể anh tắt điện thoại trên máy bay, quên chưa mở lại đó mẹ. Điện thoại thì vẫn reo, nhưng mà anh hai con á thì không nghe. Sao lạ vậy? Để con gọi anh hai xem sao. Chuông có reo không con? Ừ. Ba cho người đưa con tới đây chắc là có chuyện quan trọng cần nói. Không cần phải đóng kịch với nhau nữa. Đã từ lâu mày đã biết tao không phải là cha ruột của mày. Tiếng kêu ba nghe gượng ép quá phải không? Vậy ông muốn tôi gọi ông bằng cái gì? Gọi cái gì cũng được, trừ từ ba ra. Tao căm ghét cái từ này xuất phát từ miệng của mày. Cho dù tao đã nuôi mày khôn lớn bằng tiền mồ hôi và xương máu của tao. Tôi cũng cảm ơn ông vì đã nuôi lớn tôi bằng lòng hận thù của ông. Mày á là nỗi bất hạnh của cuộc đời tao. Mày là cái gai mà tao đã muốn nhổ từ lâu. Cái thằng con quan như mày là sự kết tinh của vợ tao và thằng bạn thân khốn nạn kia. Sự xuất hiện của mày trên cõi đời này đã làm tan nát một gia đình vốn dĩ rất hạnh phúc. Tôi không có tội. Một đứa con không có quyền chỗ cửa của cha mẹ để mà chui ra. Tội của mày là không nên có mặt trên cõi đời này. Ông thật là ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân của ông. Có bao giờ ông nghĩ tới nỗi đau của những người xung quanh ông không? Ông hành hạ người khác một cách vô cớ, ông sẽ bị quả báo. Tao làm cái gì đều có cái lý của tao, chứ không vô cớ như mày nghĩ. Tao thề sẽ không cho mày sống hạnh phúc trên nỗi bất hạnh của tao. Anh Hải, giải quyết nhanh đi anh, để có người đi qua đây. Mày á thì cũng không vừa đâu, đã cho người theo dõi tao, còn định thuê người giết tao nữa. Lẽ ra tao phải triệt mày từ lâu rồi. Ông đã cướp đi của tôi rất nhiều thứ. Tuổi thơ là nỗi ám ảnh bị hất hủi đồng rồi. Lớn lên một chút, ông đã cướp đi tình yêu đau đớn của tôi. Sau đó đẩy tôi vào cảnh tù tội. Ông đã hành hạ người mẹ tội nghiệp của tôi cả một cuộc đời. Bao nhiêu đó đủ cho tôi trả thù ông chứ? Mày sẽ không có cơ hội làm chuyện đó đâu. Nếu có ngon thì hãy chờ tao bên kia thế giới rồi tính tiếp. Giết nó đi.
làm nhanh gọn lẹ. Đi, nhanh lên, nhanh lên. Ba ngoại, tránh ra đi con, coi chừng miễn chai. Mẹ bị sao vậy mẹ? Cô, mẹ ơi, giữ chặt tay sao? Bà. Mẹ ơi, lấy bông băng cầm máu nha. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ. Rơi xuống đây thì chỉ có tàn sát. Mẹ nó, lẽ ra cái xác nó nằm ở đây thì tôi yên tâm hơn. Hai thằng bay đúng là vô dụng, có súng trong tay mà không hại được nó. Dạ, tại nó nhanh quá, em không ngờ là nó giỏi như vậy. Tiết, con về phòng ngủ trước đi. Tiến mày qua với con ha. Không, con muốn ngủ với ngoại. Con muốn ngoại kể chuyện cổ tích cho con nghe. Ngoan, không có được nhõng nhẽo. Con đi về phòng ngủ trước đi. Tí mẹ về ngủ với con, rồi mai mẹ đưa con đi chơi nha. Dạ. Ừ. Bà ngoại đang mệt, con để ngoại nghỉ nha. Bà ơi, bà chịu khó về uống miếng sữa đi. Chiều giờ bà không có ăn uống gì hết đó. Lụa, dắt cô Tiết về phòng giùm tôi. Sữa cứ để đó cho tôi. Cô Tiết, đi theo cô về phòng. Cô lấy truyện tranh đọc cho con nghe nha. Đi con. Mẹ, mẹ dậy uống sữa một chút đi mẹ. Con cứ để đó đi, một chút nữa mẹ uống. Ngân, con gọi điện cho anh hai đi. Dạ. Anh hai có nghe máy không con? Bây giờ thì không có tín hiệu. Chuông không reo. Nhưng chắc máy của anh hai hết pin đó mẹ. Tại sao vậy? Tại sao lại không nghe điện thoại chứ? Ngân, có khi nào xảy ra chuyện gì với anh hai không hả con? Mẹ chờ chút, con gọi điện thoại cho ba thử xem. Alo, ba hả? Ba đang ở đâu vậy? Ba đang bàn công việc với khách hàng ở bên quận 7. Có gì không con? Từ trưa đến giờ, ba có liên lạc được với anh hai không? Sao con và mẹ gọi hoài mà anh hai không bắt máy? Ba vừa nói chuyện điện thoại với anh hai con lúc nãy. Anh con cũng vừa họp xong. Bây giờ về khách sạn tắm rửa để chuẩn bị đi ăn tối với khách đó. Sao kỳ vậy? Ba gọi được, mà con gọi thì anh hai không nghe máy. Giờ thì á, điện thoại đâu có liên lạc được đâu. Chắc là máy hết pin chứ gì. Hôm nay anh hai con lu bu nhiều việc lắm. Chờ tối rảnh anh hai gọi lại cho con. Tối nay ba cũng về trễ một chút, phải tiếp khách, chưa biết chừng nào xong đây nè.
Mẹ đang lo lắm bà. Bà nhắn với anh hai á, gọi về cho mẹ yên tâm nha ba. Con chào ba. Bye bye con. Ba, bà mới về. Bà đã ăn uống gì chưa? Mà bà đã liên lạc được với anh hai con chưa? Khuya rồi, sao cục cưng của ba chưa đi ngủ? Ba đi nhậu với khách đó, ba cũng no rồi. Anh có liên lạc được với Thành Thiên không? Hồi chiều á, nó có gọi về báo công việc cho tôi. Tôi nghe nói Kim Ngân gọi cho nó không được. Tôi có gọi lại cho nó, nhưng mà nó tắt máy rồi. Chắc là máy hết pin. Bà có biết anh hai đang đi chung với ai trên Đà Lạt không? Hay bà thử liên lạc với người đó xem sao. Anh con á, đi công tác có một mình à. Lên công ty An Bình để giải quyết chuyện đất đai. Họp ban ngày, còn bây giờ á thì hết giờ làm việc rồi. Anh con đi đâu hay gặp ai sao bà biết được? Nhưng mà lạ lắm, chưa bao giờ Thành Thiên đi đâu mà không gọi về cho em hết. Sao mà lần này? Bà đừng có quản lý nó chặt quá. Nó lớn rồi, ngoài giờ làm việc, nó có quyền tự do cá nhân. Thôi, con đi ngủ đi. Bà mệt quá vì uống hơi nhiều. Bà đi ngủ nha. Dạ, con chúc bà ngủ ngon nha. Mẹ, mẹ cũng đi ngủ đi. Sáng mai thế nào anh con cũng gọi về cho mẹ mà. Mẹ đừng có lo lắng quá. Sao lòng mẹ nóng như lửa đốt, bồn chồn khó chịu. Mẹ có linh cảm là anh hai con đang gặp chuyện gì đó. Mẹ à, chắc anh hai con không sao đâu. Để con nhắn tin, sáng mai anh hai con sẽ gọi về cho mẹ. Mẹ đừng lo lắng nữa, con chúc mẹ ngủ ngon nha. Bà làm gì nhìn tôi dữ vậy? Anh nói thiệt cho em nghe đi, hiện giờ Thành Thiên nó đang ở đâu? Có thật là nó đi công tác ở Đà Lạt là do anh điều đi không? Bà nói như vậy là có ý gì? Bà nghi ngờ tôi làm điều gì mờ ám, hãm hại con trai bà đúng không? Em không có ý đó. Em chỉ muốn biết là Thành Thiên đang ở đâu thôi. Anh à, bà muốn kiểm tra, ngày mai ghé qua công ty xem lịch công tác của nhân viên, hỏi qua thư ký xem có đặt vé máy bay lên Đà Lạt cho con bà không. Giờ nó đang ở đâu sao tôi biết được? Nhưng mà lẽ ra nó phải gọi điện về cho em rồi. Có bận việc gì đi chăng nữa thì tớ cũng phải gọi điện về cho mẹ nó chứ. Nó lớn rồi, nó muốn làm cái gì là quyền của nó. Tôi chỉ quản nó trong giờ làm việc. Biết đâu giờ này nó đang đàn đúm với con nào, quên mất gia đình cũng là chuyện bình thường thôi.
Dậy đi cưng. Cho em ngủ thêm chút xíu nữa đi. Thôi dậy đi, coi chừng trễ chuyến bay. Về Sài Gòn tha hồ mà ngủ. Cũng tại hôm qua đi bar uống nhiều quá, bây giờ dậy không nổi. Hình như á, em uống phải rượu giả rồi. Đồ nhức quá à. Thôi vô vệ sinh thay đồ nhanh lên, xuống ăn sáng uống cà phê rồi ra sân bay nữa đó. Em mà cứ mè nheo như vậy nữa, lần sau đi công tác anh không có dẫn theo đâu. Em biết rồi, chồng yêu đừng có hăm dọa em nữa, em sợ. Xin chưa? Chồng con đi rồi, còn phải dậy sớm để đưa cô Tít đi học. Mắt không mở lên được luôn á. Sáng nay chồng con bay về, tầm khoảng 10 giờ là sẽ về tới Sài Gòn. Ủa vậy hả ba? Chắc là anh muốn làm cho con bất ngờ đó. Chứ tối qua con hỏi anh về giờ nào, anh nói còn chưa biết, vì công việc chưa giải quyết xong. Lịch làm việc ba nắm chắc mà. 10 giờ máy bay hạ cánh. Sao mẹ con ngân quỷ quải quá vậy con? Mẹ, ông nội hỏi mẹ kìa. Dạ ba. Bà làm gì như người mất hồn vậy? Ba hỏi mà bà không trả lời. Dạ con xin lỗi ba. Ba vừa hỏi gì con vậy? Thằng Thiên nó mới đi có một ngày, sao con bơ phờ dữ vậy? Đừng nói là con nhớ con đến không ngủ mà ra nông nổi này nghe. Dạ ba, con không hiểu sao con thấy lo lắng khác thường. Từ hôm qua giờ con không liên lạc được với Thành Thiên. Con không biết có chuyện gì xảy ra với nó không nữa. Nó xong việc rồi về. Bà làm như là lần đầu tiên nó đi công tác xa vậy. Dạ thưa ba, cô đi làm. Mẹ, bây giờ mẹ ráng uống hết sữa này đi, rồi mẹ lên phòng ngủ nha. Con phải đưa cô Tiết đi học nữa, rồi con sẽ về liền. Pha liền cho cô ba một ly nước cam đi. Dạ. Sáng nay đưa thằng Tiết đi học, mẹ thấy con bình thường lắm mà Ngân. Có cần mẹ gọi thằng Đại về không? Ba con nói là sáng nay nó về, chắc là có mặt ở Sài Gòn rồi đó. Sao vậy? Sao con khóc vậy? Có chuyện gì hả con? Mẹ ơi. Trời ơi, lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Nín đi con.
Thôi đến đi con, đừng khóc nữa nha. Sao, có chuyện gì thì nói cho mẹ nghe đi, mẹ sốt ruột quá rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, anh Đại. Thằng Đại, thằng Đại nó làm sao hả? Nói cho mẹ nghe đi. Trời ơi, mẹ đang lo cho anh hai con rồi bây giờ tới thằng Đại nữa, nó làm sao, con nói đi hả? Mẹ ơi, anh Đại đã phản bội con. Con vừa bắt gặp ảnh đi với một cô gái ở sân bay. Ngân, chắc là không phải đâu con. Coi chừng là có sự hiểu lầm nào đó thì sao? Có thể đó là một thư ký hoặc là nhân viên của công ty đi công tác chung với chồng con thì sao? Không phải như vậy đâu mẹ à. Họ ôm nhau, cười đùa rất vui vẻ. Cô ấy là một chân dài và ăn mặc rất mốt. Trời ơi, sao thằng Đại nó lại tệ như vậy chứ? Mẹ, mẹ ơi, con phải biết làm sao đi mẹ. Tại sao anh ấy lại đối xử với con như vậy hả mẹ? Tại sao anh ấy lại phản bội con? Thôi nín đi con. Trời ơi, nếu ba con mà biết chuyện này, chắc là chồng con sẽ khó sống nữa. Mẹ, con xin mẹ, mẹ đừng có nói cho ba biết chuyện này. Ba vốn không thích chồng con rồi, giờ mà ba biết anh Đại đối xử với con như vậy, ba sẽ giết anh ấy đó mẹ. Mẹ hiểu, mẹ hiểu được nỗi đau của con, nỗi đau của người đàn bà bị phản bội. Mình đã yêu thương và sống hết lòng với chồng con, vậy mà họ đã quay lưng với mình. Nhưng con phải hiểu, chuyện gì cũng có thể xảy ra, con phải bình tâm đón nhận nó và tìm cách giải quyết nó, con hiểu không? Con đang muốn phát điên lên, con không biết phải làm sao nữa mẹ à. Con chỉ muốn chết rồi mẹ ơi. Không được nói bậy. Tình yêu rất quan trọng, nhưng đối với người phụ nữ thì tình mẫu tử còn thiêng liêng hơn nhiều lắm. Con phải nghĩ tới con trai của con chứ. Nó cần con, con không thể gục ngã như vậy được. Con gái của mẹ phải mạnh mẽ lên nha, nha con. Con nghe đi, biết đâu anh hai gọi về thì sao? Là chồng của con gọi. Con cứ nghe máy đi. Không, con không muốn nghe máy lúc này. Con không muốn để em biết cảm giác hiện tại của con mẹ à. Con cần phải có thời gian để con tìm hiểu điều tra thêm. Con đã tin tưởng anh ấy quá nhiều. Chuyện của anh hai con vẫn chưa ổn, tới giờ này vẫn chưa gọi về cho mẹ yên tâm. Giờ lại đến chuyện của con, mẹ biết sống làm sao đây? Chuông reo mà sao vợ con không bắt máy? Chắc là nó đi shopping hay là cà phê với bạn bè gì đó. Con xuống sân bay là về thẳng đây báo cáo công việc cho ba luôn. Chưa báo với vợ con là con về tới Sài Gòn rồi. Cứ để tập hồ sơ ở đây ba sẽ coi lại. Bước đầu rất quan trọng, con đã thẩm định xong. Dự án khả thi á thì mình mới rót tiền cho họ được. Con thấy ok đó ba. Điều quan trọng nhất
là con đã đàm phán xong tiền chi quy hồng cho mình. Lúc đầu họ đòi giảm 5%, nhưng mà con nhất quyết không chịu. Không được, tiền mặt bây giờ rất là hiếm. Ngân hàng đang siết chặt chuyện cho vay đối với doanh nghiệp. Không dễ gì ôm một tập hồ sơ cho vay lấy tiền được. Không chung chi thì đừng có hòng. Dạ, con cũng biết vậy, nên con ép họ tối đa. Tốt. Dự án này lớn, nên số tiền phần trăm của con mang về là không có nhỏ. Ba sẽ chuyển qua tài khoản cho con một ít khi xong việc. Dạ, con cảm ơn ba. À thôi, con về nhà nghỉ ngơi đi. Mai hẳn đi làm. Coi đưa vợ con đi đâu đó. Mấy ngày nay con đi, ở nhà Kim Ngân nó buồn lắm. Dạ, thưa ba con về. Ba, sáng nay ba có liên lạc được với anh hai không? Thành Thiên nó đang đi công tác. Nhiệm vụ của nó là phải gọi về báo cáo cho ba. Ba đâu có thời gian rảnh đâu mà gọi cho nó. Dạ, tại con gọi cho anh tối hôm qua tới giờ mà không được. Con đang lo là không biết có chuyện gì xảy ra với anh không nữa. Con là đàn ông, đâu phải như là mấy người phụ nữ ở nhà, mà hở ra là một chút lo lắng không đâu. Mặc kệ anh con đi, xong việc là nó về thôi. Dạ, vậy thôi con về nha. Lụa, lụa. Lụa ơi. Dạ. Không thấy xe ở ngoài. Cô ba đi chơi rồi hả Lụa? Rồi bà đâu? Dạ, cô ba ở trên phòng, bà cũng trên đó. Thưa mẹ, con mới về. Em sao vậy Kim ơi? Sao em lại khóc? Có chuyện gì nói cho anh biết đi. Em làm anh lo quá. Cả nhà không ai liên lạc được với anh hai. Em lo quá à. Vậy mình cứ tưởng anh làm gì có lỗi với em, khiến cho em phải khóc nhiều như vậy. Anh vừa xuống sân bay á, là anh chạy về ngân hàng báo cáo công việc cho ba. Tranh thủ gọi cho em mà em không nghe máy, làm anh lo muốn chết luôn. Anh đã sống dối trá với em như vậy bao lâu rồi? Em đó. Em còn nít quá đi, hễ ra chuyện gì cũng khóc được. Chắc là anh hai bận công việc nên chưa gọi vậy thôi. Đừng có lo lắng quá. Không biết kiếp trước con đã gieo nghiệp gì mà đến kiếp này con phải trả. Nếu nghiệp chướng của con còn nặng thì hãy để cho con gánh nghiệp. Xin Phật Tổ hãy phù hộ cho con trai, con gái của con tai qua nạn khỏi, bình an vô sự. Đây á là toàn bộ những hình ảnh mà tôi đã chụp được khi theo dõi chồng chị. Anh có biết gốc gác của cô gái này không? Cô ta xuất thân ở miền Tây, nổi lên nhờ một cuộc thi tìm kiếm tài năng.
sở hữu một ngoại hình đẹp và một giọng hát tầm trung. Cô ta lọt vào vòng chung kết. Vậy là tôi biết cô ta thuộc loại người nào rồi. Ít học, chỉ dựa vào nhan sắc thôi. Để tìm kiếm vài danh hiệu trong các cuộc thi để làm giá khi đi khách chứ gì. Đại gia bây giờ á, săn tình theo hai tiêu chuẩn. Đó là thỏ non và thỏ ngon. Thỏ non á là những em gái miền quê, vừa lọt vào những cuộc thi. Chuẩn á thì ít, mà ồn ào thì nhiều. Dạng này á thì được coi là rau sạch. Còn thỏ ngon á là loại hàng đã qua sử dụng, nhưng linh kiện máy móc á còn được bảo hành, hoạt động rất là tốt. Cặp với loại này á thì đầu tư hơi bị nhiều đó, nhưng được tiếng á là cặp với người nổi tiếng. Chỉ có cần bắt Giang tại trận không? Không cần thiết đâu. Bao nhiêu đây là đủ rồi. Cảm ơn anh. Khi nào cần, tôi sẽ liên lạc với anh sau. Vậy tôi xin phép về trước. Ừ, chào anh. Em về nhà thăm má, anh xong việc á thì về ăn cơm chung với em và má luôn nha. Trời ơi, sao cái thằng này nó lại quá đáng như vậy chứ? Má, má đứng ra sử dụng này cho con nha. Con không ngờ anh đối xử tệ với con như vậy. Con thương yêu anh thật lòng. Không chia gia cảnh nhà mình, khổ sở lắm con mới thuyết phục được ba con để anh về làm rể. Vậy mà con à, má hiểu lòng con đối xử với con trai của má ra sao. Lúc đầu má cũng lo lắm, nhưng rồi má cũng đã yên tâm khi thấy con thiệt lòng yêu thương nó. Má xin lỗi con, tại vì má dạy dỗ con trai của má không tới nơi tới chốn cho nên mới ra nông nổi như vậy. Con không biết con đã sai chỗ nào. Tại sao, tại sao anh lại đối xử với con như vậy hả má? Con à, là chồng của con sai rồi. Để má từ từ dạy dỗ nó. Chắc là nó chỉ ham vui trong chốc lát thôi con. Con bỏ qua cho nó lần này nghe. Ba con mà biết chuyện này, nhất định ba con sẽ làm khó ảnh. Bây giờ con không biết phải làm sao nữa. Có chuyện gì vậy? Sao má lại đánh con? Mày nhìn đi, tại sao lại ra nông nổi như vậy hả con? Tại sao mày lại đối xử với vợ con của mày như vậy? Má tức chết vì con đó Đại. Đàn ông mà, ra đường ăn chơi chút đỉnh, có gì đâu mà nghiêm trọng em. Anh đi cặp bộ với mấy con chân dài, anh coi em không ra gì. Tại sao, tại sao anh lại đạp lên tình cảm em dành cho anh? Mà anh nói đó là không nghiêm trọng sao? Trên đời này có bốn loại đàn ông không biết ăn chơi. Một
là thằng khùng thằng điên, biết gì đâu mà ăn chơi. Còn hai là thầy tu chính hãng. Còn ba là mấy thằng nghèo, nghèo thì lấy tiền đâu mà chơi. Còn bốn là mấy thằng loại bị liệt. Anh đây là một thằng đàn ông bình thường, lại có chút đỉnh địa vị thì ăn bánh trả tiền á cũng là chuyện bình thường thôi. Em để trong bụng làm cái gì? Anh thật quá lắm mà. Anh dám nói với em như vậy sao? Em sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Kim Ngân, con ơi, Kim Ngân ơi, con đứng lại đi con. Ngân ơi, Ngân. Tại, Tại à, con chạy theo năn nỉ vợ con đi. Tại sao con lại làm như vậy chứ? Mặc kệ cô ta đi, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Cô ta còn phải chịu thêm nhiều đau khổ hơn. Trời ơi, con đang nói cái gì vậy Đại? Bộ con khùng rồi hả? Con nói cái gì mà mắt không hiểu vậy? Nỗi khổ của cô ta thì thấm gì so với nỗi khổ của em con? Con bé nó có tội gì? Tại sao, tại sao nó lại chết quá như vậy? Liên quan gì đến em gái của con hả? Con làm sao vậy Đại? Hả? Có chuyện gì? Con nói cho má nghe đi Đại. Con đừng có làm cho má sợ. Vợ của con thì có liên quan gì đến cái chết của em con? Hả? Đã 3 ngày rồi không liên lạc được với Thành Thiên. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với nó rồi. Con có tìm cách liên lạc với thằng Thiên không? Có hỏi thăm những người đã từng tiếp xúc và làm việc ở Đà Lạt chưa con? Con gọi rồi. Họ nói 2 ngày trước thằng Thiên dẫn tới công ty họp và đi coi đất với họ. Chỉ có ngày hôm qua là không liên lạc được. Không thể nào. Từ hôm đầu Thành Thiên mới đi, em đã cố gọi cho nó nhiều lần mà không thể nào liên lạc được. Đi lâu như vậy không có lý do gì mà nó không gọi về nhà hết. Hay là xong việc rồi nó đi chơi với bạn gái hả con? Tôi nói lớn rồi, cũng cần có chút thời gian riêng tư chứ con. Không đâu ba, con hiểu tính Thành Thiên. Nó có làm gì đi nữa thì nó cũng không để cho mẹ lo. Chỉ là một cuộc gọi thôi mà, sao nó không gọi cho con chứ? Thì con định đi đâu vậy? Con đi báo công an, Thành Thiên nó mất tích thiệt rồi. Con trai con bây giờ đang ở đâu? Bà làm cái gì mà nôn nóng dữ vậy? Để từ từ tôi cho người đi tìm nó. Anh đi tìm Thành Thiên. Thật lòng anh muốn đi tìm nó về cho em hả? Bà nói như vậy là có ý gì? Ủa? Bà định đi đâu vậy? Bà phải đi Đà Lạt gấp. Bà đi tìm cậu hai hả? Bà không thể ngồi yên được nữa. 3 ngày rồi. Bà phải đi tìm Thành Thiên. Con ở nhà nhớ chăm sóc mọi người giùm cho bà nha. Dạ. Yeah. Bây giờ không có vợ con ở đây, con nói cho ba nghe đi. Con có thấy chuyện này có gì bất thường không không? Có gì mà bất thường hả ba? Nó đã làm xong việc rồi nên có khi nó ở lại chơi vài ba bữa rồi mới về. Thanh niên mà, ba hãy thông cảm cho nó. Ba đừng để ý tới vợ con. Nhớ con á, nên làm ầm ĩ vậy thôi. Không được. Ba thấy vợ con khủng hoảng tinh thần trầm trọng lắm. Làm gì thì làm, thằng Thiên nó cũng phải điện thoại và hỏi thăm mẹ nó. Đằng này mẹ nó liên lạc,
mà điện thoại của nó không có tín hiệu. Làm sao con biết chuyện này? Có thể là nó muốn yên tĩnh, không muốn liên lạc với ai thì sao? Tin tới hôm nay thì cái xác của nó cũng đã bốc mùi. Quả dơi không ăn thì cũng làm mồi cho chú rừng. Bà cứ yên tâm, ở nhà có mọi chuyện để con lo rồi. Lên trển mà gặp cậu hai, bà nhớ gọi điện về báo cho con biết nha. Ừ. Bà Lụa nè. Dạ. Ông nội đâu để bà thư một tiếng rồi bà đi. Dạ alo. Dạ phải, nhà của cậu Thành Thiên. Dạ. Được cho bà. Alo. Chào bà, tôi là công an tỉnh Lâm Đồng. Chúng tôi vừa được một người dân đi rừng báo, họ tìm thấy con bà nằm dưới chân đèo Đà Lạt. Con tôi, nó có làm sao không? Nó còn sống hay là đã chết vậy? Tình trạng anh ta rất tồi tệ, hiện đang hôn mê rất sâu, đang nằm ở bệnh viện tỉnh. Sao vậy? Kìa, Linh à. Bà ơi, Thành Thiên, người ta tìm thấy nó ở dưới vực đó bà. Nó đang hôn mê, nó đang nằm ở bệnh viện Lâm Đồng. Tôi là mẹ của Thành Thiên, làm ơn cho tôi hỏi con trai của tôi đâu rồi, nó có sao không vậy? Còn đây là ba và ông nội của nó. Hai chú làm ơn cho tôi hỏi tình hình của cháu tôi hiện giờ ra sao rồi, chừng nào chúng tôi mới gặp được cháu? Dạ thưa bác, tình hình của Thành Thiên hiện rất xấu, các bác sĩ đang khẩn trương cấp cứu. Nè con à, con không sao? Một người dân đi lượm củi phát hiện ra nạn nhân đang nằm bất tỉnh dưới thung lũng, họ đem anh ta về căn chòi trong rẫy, sau đó mới đi trình báo chính quyền địa phương. Sau khi xem xét giấy tờ trong bóp của nạn nhân, phối hợp với công an thành phố mới gọi về nhà cho bà. Anh ta bị thương khá nặng, nhưng thời gian đưa tới bệnh viện khá lâu, vì vậy... Nhưng mà con tôi, tại sao nó lại rơi xuống vực vậy hả? Chắc là va chạm tai nạn giao thông. Đây không phải là một vụ tai nạn giao thông, chúng tôi đang tình nghi đây là một vụ án mạng. Án mạng? Có nghĩa là Con tôi bị người ta sát hại sao? Các anh căn cứ vào điều gì lại nói đây là một vụ án mạng? Một viên đạn còn nằm bên vai phải của nạn nhân, hiện nay bác sĩ đang phẫu thuật để gấp nó ra. Nè, nè. Chút nữa tôi mời gia đình vào phòng bên, chúng tôi cần lấy một số thông tin về nạn nhân. Dạ. Anh đây là một thằng đàn ông bình thường, lại có chút đỉnh địa vị thì ăn bánh trả tiền á cũng là chuyện bình thường thôi. Em để trong bụng làm cái gì? Cô ba ơi, cô hay tin gì chưa vậy? Người ta tìm thấy cậu hai rồi. Cậu hai bị rơi xuống vực ở Đà Lạt. Bây giờ cậu hai nằm bệnh viện ở Đà Lạt. Ông chủ với bà chủ mới vừa đi rồi. Anh hai tôi. Cô cầu xin. Cầu xin cho anh phụ hộ anh hai con. Đôi tay của anh đã khỏi.
sinh ra cứu sự. Cô định làm mình làm mấy với tôi hả? Để coi được bao lâu. Con cầu xin ông trời phù hộ cho cậu hai con được bình an. Cậu hai con là người tốt bụng, đừng bắt cậu hai con chết. Con xin ông, xin ông phù hộ. Dạ alo. Lô hả? Cô ba có nhà không? Dạ cô ba mới vừa về, mà cô ba đi bệnh viện rồi. Bệnh viện? Dạ. Tại sao lại vô bệnh viện? Cậu chưa hay tin gì hả? Có chuyện gì? Nói nhanh lên coi. Công an tìm thấy cậu hai ở dưới chân đèo Đà Lạt rồi. Nghe nói cậu hai bị thương nặng lắm. Người ta đưa cậu hai vô bệnh viện Lâm Đồng rồi. Ông ta đã ra tay rồi. Chắc chắn người kế tiếp sẽ là mình. Phải rồi, phải dùng Kim Ngân làm lá bài che chắn cho mình ngay lúc này, rồi mới tìm cách hành động sau. Nội, mẹ con sao vậy nội? Mẹ, mẹ ơi, tỉnh lại đi mẹ đi. Ơi con bình tĩnh đi con. Mẹ con bị xỉu, bác sĩ mới vừa chích thuốc. Con ngồi chờ chút mẹ con khỏe lại. Nội à, còn anh hai con sao rồi nội? Anh hai con đang nằm ở đâu? Sao con thấy ba con đâu hết vậy nội? Anh hai con vừa phẫu thuật xong, ba con đi đăng ký phòng đặc biệt để đưa anh hai con ra ngoài. Trời ơi, sao mọi chuyện tồi tệ lại xảy ra cùng một lúc vậy? Như vậy thì làm sao con chịu nổi? Không ngờ cái mạng mày cũng lớn. Lẽ ra mày phải chết ngay thì mọi chuyện mới đỡ rắc rối hơn. Ngân ơi, mẹ con tỉnh rồi nè. Mẹ tỉnh rồi hả mẹ? Mẹ không sao đâu, cho mẹ đi gặp anh hai con đi. Mẹ, con còn chưa được khỏe hẳn đâu con, nằm nghỉ chút đi. Con phải đi gặp Thành Thiên, không đợi được nữa đâu. Mẹ cẩn thận đó, tay mẹ còn đang truyền dịch kìa mẹ. Mẹ bình tĩnh đi bà, gãy kim bây giờ. Mẹ ơi, đừng bắt tôi ở đây. Mẹ, tôi phải đi gặp con tôi. Không được. Mẹ ơi, mẹ không chịu trách nhiệm đâu nha. Xin lỗi cô, tại con dâu tôi nó sốt ruột, thằng con trai của nó đang phẫu thuật. Để tôi đưa nó qua gặp cháu cái rồi tôi khuyên nó quay về đây nằm lại nghe. Ông nội, mẹ, sao nhà xảy ra chuyện mà không ai báo cho con biết hết vậy? Hên là con gọi điện thoại về nhà nên mới biết được. Mọi người lu bu quá, chỉ biết chạy vô đây, chưa kịp báo cho con thôi mà. Trời ơi, con tôi. Ê, anh được chạm vào người tôi. Mẹ ơi, người đàn ông đó là anh hai sao? Gần đây chúng ta gặp quá nhiều chuyện rắc rối. Dù bà Duyên tự dẫn, để lại một đống nợ chưa giải quyết xong, thì lại đến vụ con trai tôi đang gặp nạn. Tất cả đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của em Triben. Bên công an kinh tế đã vào cuộc để điều tra cái chết của bà Duyên. Với số tiền thất thoát không nhỏ của em Triben, mà tôi hỏi tổng giám đốc, anh có quyết sách gì cho hướng sắp tới hay không? Tôi đã làm việc với bên công an
cả hình sự lẫn kinh tế. Trước mắt họ chưa đưa ra kết luận gì về cái chết của bà Duyên, cho dù bà ta đã để lại thư tuyệt mệnh cho rất nhiều người. Tôi cũng đã cung cấp cho công an kinh tế toàn bộ những hợp đồng mà bà Duyên đảm nhận đứng ra giao dịch với khách hàng. Sau khi giám định, 60% hợp đồng có chữ ký giả của tôi. Có chuyện như vậy sao? Hả? Chị kỳ vậy? Sao có thể là như vậy được chứ? Sao bà ấy dám làm như vậy? Chữ ký là giả, nhưng con dấu đỏ là thật. Đầy đủ thủ tục thì mới giải ngân cho khách hàng được chứ. Không, con dấu cũng là giả. Không hiểu gì sao bà ấy làm như vậy. Chắc chắn là ông ta đã đạo diễn hội việc, giết người diệt khẩu và đổ tội lừa đảo làm thất thoát một số tiền lớn như vậy. Đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nhất định con phải tỉnh lại. Con không được bỏ mẹ đi như vậy. Mẹ đã cố bảo vệ con, nhưng sao bây giờ con lại ra nông nỗi này? Bà ơi, mọi việc ngày càng tồi tệ hơn. Tôi đã giả vờ nhắm mắt suốt mấy chục năm qua, nhưng có lẽ cái kết cục của ngày hôm nay chính là nguyên nhân sâu xa đã có từ trước. Nội ơi, anh Hai đã tỉnh dậy chưa nội? Cố lên con, ông biết là rất khó, nhưng hơn lúc nào hết chúng ta phải cần mạnh mẽ lên. Nội ơi, con lo cho mẹ con lắm. Con biết mẹ rất thương anh Hai. Con biết phải làm sao để giúp mẹ và anh Hai lúc này hết nội à. Con nghe nội nói đi. Giờ con muốn giúp mẹ con phải mạnh mẽ lên. Hãy là chỗ dựa tinh thần cho mẹ con lúc này. Mẹ con đang lo cho anh Hai con. Nếu như con ngã quỵ lúc này thì mẹ con biết phải làm sao? Đang yên đang lành, tại sao lại trở nên tồi tệ như vậy hả nội? Con chỉ muốn nhà mình trở lại vui vẻ như trước kia thôi nội à. Dù cho chúng ta có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì những việc bất như ý cũng vẫn xảy ra. Quan trọng là chúng ta phải đối đầu với nó như thế nào kìa. Bác sĩ, chừng nào con tôi mới tỉnh lại vậy? Một tuần rồi mà sao nó vẫn nằm im bất động? Bác sĩ làm ơn cứu con tôi đi. Xin bà bình tĩnh, chúng tôi sẽ thông báo kết quả cho bà ngay. Bác sĩ, làm ơn cho tôi biết tình trạng con trai tôi có khá hơn không? Chừng nào nó mới tỉnh lại vậy? Xin lỗi bà, sau một tuần điều trị và theo dõi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bây giờ chúng tôi xin thông báo cho người nhà được biết. Còn tôi làm sao? Xin bác sĩ đừng có giấu tôi. Cậu ấy rơi ở độ cao và bị va chạm rất mạnh trong khi gặp nạn. Thời gian đưa tới bệnh viện cấp cứu cũng quá lâu. Không biết bằng cách nào
mà cậu ấy vẫn còn sống. Đúng là một trường hợp rất là hiếm hoi. Nhưng rất tiếc, chúng tôi không còn khả năng cứu chữa. Từ đây về sau, con trai bà sẽ sống đời sống thật vật. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tỉnh lại đi mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Mày sống không bằng chết. Cuối cùng thì tao cũng đã yên tâm về mày. Ba về rồi hả? Để con làm chút gì cho ba ăn nha. Con đừng lo cho ba. Ba đi với mấy người bạn rồi. Số phận thằng Thiên không may mắn. Nó gặp hết vận hạn này đến vận hạn khác. Ba hiểu nỗi đau của một người mẹ như con. Nhưng nói gì, con cũng phải ráng mà giữ gìn sức khỏe. Con còn phải lo cho đứa nằm đây và đứa con gái ngoài kia nữa con à. Thành Thiên nó có tội tình gì chứ? Sao ông trời lại đày đọa nó như vậy? Phải chi ông cứ trút xuống đầu con. Con sẵn sàng đón nhận. Con đừng bi quan. Biết đâu một ngày kia thằng Thiên sẽ tỉnh lại. Con sẵn sàng chết để cho thằng Thiên được sống. Con sẽ đổi mạng nếu như ông trời cho Thành Thiên tỉnh lại. Chúng ta đã làm hết cách rồi con ạ. Bệnh viện khuyên nên đem thằng Thiên về nhà chăm sóc thì thuận tiện hơn. Bác sĩ cũng tới theo dõi mỗi ngày. Giờ thì chỉ còn trông đợi vào phép màu của trời Phật thôi con ạ. Giá mà bây giờ người nằm đây là con thì sẽ tốt hơn. Con trai con nó còn quá trẻ. Sao phải sống dở chết dở như vậy? Lụa, vô tắm cho cô Tuyết giùm tôi nha. Dạ. Mẹ, con muốn ăn của hai chú. Ừ. Vậy đi theo mẹ, nhưng con nhớ không được làm ồn nghe chưa? Dạ. Ừ, ngoan lắm. Đi. Thưa ông cố, con mới đi học về. Thưa bà ngoại, con mới đi học về. Giỏi, lại đây với ông đi con. Mẹ, mẹ lại khóc nữa rồi. Cứ như vậy, mắt mẹ sẽ mờ cho coi. Ngoại ơi, sao con hai ngủ hoài vậy? Chừng nào con hai mới thức để chơi với con vậy ngoại? Con hai dậy đưa con đi chơi đi cậu hai. Cô Tuyết, ngoan nha con. Dạ. Mẹ đưa con ra ngoài nha. Tí nữa dạ. Bà về, mẹ nói bà chở con đi chơi, ha? Dạ. Rất tiếc, chúng tôi không còn khả năng cứu chữa được nữa. Từ đây về sau, con trai bà sẽ sống đời sống thực vật. Con có nghe được nội nói không Tiên? Nội cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Con phải cố lên. Đừng từ bỏ hy vọng nha con. Việc đứng ra huy động vốn ủy thác đầu tư, tôi cũng đã trình bày với hội đồng thành viên quản trị. Mọi người cũng đã thống nhất.
Khi huy động được vốn, chúng ta cũng lại rót vào cho MTBank, cho vay những khoản lãi khác và đầu tư vào việc mua cổ phiếu và bất động sản. Tôi biết, nhưng từ khi về nắm chức giám đốc của HCI, tôi đã kiểm tra hợp đồng mới biết mình đã huy động được một số tiền rất lớn. Vì vậy tôi hơi lo nên qua đây gặp tổng giám đốc. Anh đừng lo, cứ làm tốt công việc của mình, mọi thứ còn lại tôi sẽ đứng ra giải quyết. Cứ như vậy đi, anh về làm việc, có gì tôi sẽ gặp anh sau. Chú ý vào mấy hợp đồng tiếp theo bên Savico, họ có ý đưa vào thêm khoảng 200 tỷ. Tôi biết rồi, tôi xin phép ra ngoài. Chào chú. Ba, ông biết tin gì chưa? Ngồi đi rồi nói. Phiên giao dịch sáng nay, VN Index đã giảm mạnh 33 điểm. Theo các chuyên gia phân tích tại các công ty chứng khoán thì đây là mức giảm mạnh nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán hiện nay. Hai sàn có 520 cổ phiếu giảm giá, chỉ có 25 mã tăng. Lại tiếp tục thua. Chỉ trong chớp mắt, chúng ta đã mất cả 500 tỷ đồng. Con thực sự đang rất là lo lắng. Làm ăn thì phải có lúc này lúc kia. Cậu tưởng lúc nào cũng thắng chắc. Ngày mai tôi sẽ chuyển tiền tiếp vào tài khoản của cậu. Vẫn đặt lệnh mua vào cho tôi. Cổ phiếu đang xuống, ba bị mua vô lúc này chẳng khác nào mình đang tự sát. Tôi nói cậu sao đó thì cậu cứ nghe vậy đi. Phải biết chớp lấy thời cơ thị trường chứng khoán xuống đáy để mua vào một lượng lớn, ngậm đó đến đúng thời điểm bán ra thì sẽ thu được một khoản hời không nhỏ. Lụa này lại quên đóng cửa nữa rồi. Không phải đâu, Lụa không bao giờ mở toang cửa như vậy hết. Chắc đã xảy ra chuyện gì rồi. Lụa ơi, Lụa ơi, Lụa. Ủa, Lụa, Lụa đi đâu mà để nhà vắng que vậy Lụa? Lụa ơi, Lụa ơi, Lụa, Lụa. Mẹ, mẹ vô nhà kiếm Lụa đi, để con ra lái xe vô. Đi dạ. Đi con. Lụa, Lụa ơi. Lụa à? Có vợ. Lụa hả? Trời ơi, Lụa. Trời ơi, Lụa sao vậy? Trời đất ơi, con sao vậy? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy con? Ai trói Lụa vậy? Nhà mình có ăn cướp hả? Con không biết. Họ trói con lại rồi nhốt con vô đây. Con không biết họ là ai hết. Tay chân hôm nay đứng hết luôn rồi. Mẹ, mẹ ơi, trời ơi, họ bắt cóc cậu hai rồi. Nếu muốn sáp nhập đó thì chúng ta phải có chiến lược. Tôi có thể mua lại BDI Bank, nhưng phải coi lại những khoản nợ xấu của ngân hàng này. Cứ để cho họ chết thêm một chút nữa thì việc thương lượng sẽ có lợi cho mình hơn. Được, anh có việc sắp xếp, tuần sau mình sẽ gặp nhau. Ba nghe nè con gái cưng. Ba về nhà gấp đi,
nhà mình xảy ra chuyện rồi ba ạ. Chuyện gì vậy con? Sao con khóc dữ vậy? Ba về nhanh lên đi, ba đừng hỏi con nữa. Mẹ, mẹ dậy đi mẹ. Mẹ ơi. Cái gì? Nói là tôi nghe coi. Sao cô khóc dữ vậy? Cô ba nói cậu dậy khóc, cậu Thành Thiên bị bắt cóc rồi. Trời, Thành Thiên bị bắt cóc? Là ai làm chuyện này ngoài ông ta ra? Một người nằm bất động như vậy mà ông ta cũng không tha nữa. Ba ơi ba, người ta bắt cóc anh hai rồi. Bắt cóc? Ai bắt cóc anh hai con? Mà bắt cóc đây là cái gì? Ba ơi, con sợ quá ba. Tại sao nhà mình lại xảy ra quá nhiều chuyện như vậy chứ? Mẹ ngất xỉu, chứ không còn thể chịu đựng được nữa. Thể trạng bà ấy quá yếu, chấn động tinh thần liên tục. Với những sự việc xảy ra như thế này, ngất xỉu thường xuyên, tôi lo bà ấy sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần trầm trọng sau này. Ý của bác sĩ muốn nói mẹ tôi có thể bị điên hả? Tôi không dám chắc, nhưng mà nếu cứ để bà ấy bị chấn động bởi những cú sốc như thế này, xác suất bà ấy rơi vào căn bệnh trầm cảm là rất cao. Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi mẹ ơi. Mẹ đừng làm con sợ mà. Mẹ con cần nghỉ ngơi, có bác sĩ ở đây rồi. Cô đừng có lo, mình ra ngoài. Đi về, con tao nó. Đi, đi vô, dạ nó. Đi mẹ luôn chưa? Làm ơn thả tôi ra đi. Đi, làm đi. Người ta bắt anh hai để làm gì chứ? Tại sao lại bắt anh ấy? Họ muốn gì ở anh hai chứ? Mục đích bắt cóc anh con còn chưa rõ ràng. Chúng ta hãy chờ đợi coi họ muốn gì. Con không nghĩ người ta bắt anh hai với mục đích tống tiền. Không tống tiền thì họ muốn gì chứ? Trừ khi họ muốn nhổ tận gốc, diệt tận ngọn. Bà nhà yêu cầu gặp ông ạ. Mẹ tôi tỉnh rồi hả? Mẹ cô có nói rõ, bà yêu cầu gặp riêng cha cô. Đừng để bà ấy bị kích động mạnh. Tôi không bảo đảm chuyện gì sẽ xảy ra với bà ấy đâu. Anh hai à, uống miếng trà nóng đi anh. Đám dỗ ở dưới quê là vậy á. Hôm qua tôi uống say hết biết. Uống rượu đế không mà uống chi nhiều vậy? Tôi thấy tụi thanh niên nó uống rượu đế như uống nước lạnh, sợ quá. Anh hai à, ở chơi vài bữa nữa thủng thẳng rồi hãy về. Tôi cũng muốn ở lại chơi thêm vài bữa nữa. Sao thấy nóng ruột quá à? Coi điện thoại về nhà coi có chuyện gì không. Sao máy kẹt hoài? Ôi anh hơi đâu mà lo. Con cái bây giờ lớn hết rồi, mình còn sống được bao lâu ngày nữa. Nên lúc còn khỏe tranh thủ đi đây đi đó. Lúc già yếu rồi ngồi một chỗ can lắm anh ơi. Con lớn cũng là con cái của mình, biết bao giờ mới hết lo đây. Bà gọi tôi vào đây có chuyện gì? Sao bà dám nhìn tôi với ánh mắt này? Tôi phải nhìn kẻ sát nhân với ánh mắt nào đây hả? Bà điên rồi. Bà nghĩ tôi bắt cóc nó hả? Không là ông thì là ai vào đây? Ai mà có thâm thù sâu sắc với Thành Thiên để có thể muốn đuổi cùng giết tận nó đến như vậy chứ? Tại sao không buông tha cho con trai tôi
Ông có phải là con người không hả? Bao nhiêu năm bà sống với tôi, chưa từng dám to tiếng với tôi một lần. Giờ bà vì thằng con quan đó bà dám mạt sát tôi hả? Bà với mẹ nói gì với nhau mà lâu quá vậy anh? Làm sao anh biết được? Tôi đã vì ông, vì cái gia đình này, ngậm đắng nuốt cay mà sống. Tôi chưa bao giờ muốn chống lại ông. Chỉ cần ông trả con lại cho tôi, ông muốn tôi làm gì cũng được hết. Ông trả con lại cho tôi đi. Tôi không quan tâm là nó còn sống hay đã chết. Bà muốn thì cứ việc đi tìm nó, tôi không cản. Tôi muốn bà biết tôi không có liên quan trong chuyện này. Tôi không tin ông. Ông sợ là nó tỉnh lại, nó sẽ khai hết mọi tội lỗi của ông. Ông không yên tâm cho nên đã tổ chức bắt cóc nó để giết người diệt khẩu. Ông trả con lại cho tôi đi. Trả con lại cho tôi. Trả đi. Bà điên thật rồi. Trả con lại cho tôi. Trả con lại cho tôi. Trả con lại cho tôi. Ba, mẹ con sao rồi ba? Vì chuyện của anh hai con, mẹ con phát điên lên rồi. Cái gì? Cả cậu cũng dám nhìn tôi với ánh mắt này sao? Cậu cũng cho rằng tôi đã bày ra cái trò bắt cóc này sao? Hả? Một gia đình danh giá cũng đến ngày tan nát lũi tàn. Dạ, em mời tổng giám đốc. Hôm nay tôi hơi nhức đầu. Nếu không có việc gì quan trọng thì tôi không muốn tiếp ai. Báo cáo công việc cứ để trên bàn cho tôi. Dạ. Dạ thưa tổng giám đốc. Tổng giám đốc có cần uống thuốc gì không ạ? Không cần đâu, ra ngoài đi. Dạ. Vào đi. Đã nói là không có gì quan trọng thì đừng làm phiền tôi mà. Dạ, dạ, có hai anh công an cần gặp tổng giám đốc à. Có cho họ vào không ạ? Công an? Dạ, họ đang đợi bên ngoài. Được, mời họ vào đi. Dạ. Dạ, mời hai anh. Chào hai anh. Cảm ơn ông. Hai anh ngồi. Dạ. Dạ, em xin phép. Chúng tôi cần trao đổi với ông về hai vụ án xảy ra gần đây. Một là vụ án của bà Duyên, hai là vụ án của anh Thành Thiên, con trai ông. Tôi biết gì á thì đã ra trình báo với các anh rồi. Các anh còn muốn biết thêm chuyện gì nữa? Về vụ án của bà Duyên, chúng tôi nghi ngờ có người cố tình giết chết bà ấy rồi mới phóng hỏa đốt nhà. Cái màn để lại thư tuyệt mệnh rồi tự sát chỉ là dàn dựng. Một vài nhân chứng sống gần đó cho biết, trước ngày bà Duyên chết, họ thấy có nhiều người lạ mặt ở trong nhà của bà ấy. Và chiếc xe họ mô tả chính là chiếc xe của ông đang đi. Ông nói gì về điều này? Đúng, tôi thừa nhận tôi đã có mặt ở nhà bà ấy trước đó. Những người lạ mặt là những người vệ sĩ luôn đi cùng với tôi. Mối quan hệ giữa tôi và bà Duyên là ngoài tình đồng nghiệp ra, chúng tôi còn là bạn học. Tôi được biết mối quan hệ của hai người trên mức tình cảm bạn bè. Điều này không sai. Chúng tôi từng có mối quan hệ đó, nhưng tôi và bà ấy đã chấm dứt chuyện tình cảm đó mấy năm nay rồi. Tuy nhiên, khi biết bà Duyên ngã bệnh, tôi đã ghé thăm và nhờ người chăm nom cho bà ấy. Ông dùng vệ sĩ của ông để trông nom, chăm sóc cho một người phụ nữ sao? Không,
Chỉ là lúc đó tôi tới thăm, thấy bà ấy sốt cao nên mới gọi bác sĩ, mới để ngựa ở lại để coi chừng bà ấy. Khi bác sĩ khám xong á, thì mọi người cũng ra về. Ông có thể cung cấp tên và địa chỉ của vị bác sĩ đã khám cho bà Duyên không? Dạ được chứ. Đó là bác sĩ riêng của gia đình tôi. Bác sĩ đó có phòng khám riêng ở trên đường Nguyễn Trãi. Vụ án của con trai ông cũng đang nằm trong vòng điều tra. Cho dù cậu ấy không tỉnh dậy, nhưng chúng tôi cũng không thể bỏ qua vụ này. Một viên đạn cố tình lấy đi mạng sống của Thành Thiên. Tôi nghĩ là chắc con trai tôi bị cướp. Ngày xảy ra vụ án của Thành Thiên, ông đang ở đâu? Tôi nhớ không lầm thì sáng vẫn đi làm bình thường. Đến trưa hơi mệt, có về nhà nghỉ ngơi. Có ai làm chứng cho ông không? Có, vợ tôi. Nghe nói ông là người điều anh Thành Thiên đi Đà Lạt công tác. Đúng, tôi có nhiều chuyện đất đai cần giải quyết nên đã cử con trai tôi đi. Ông có thể cho tôi biết những người Thành Thiên phải gặp ở Đà Lạt không? Lúc đó tôi cử Thành Thiên đi và con tôi chủ động liên lạc với những người trên đó. Cụ thể là ai? Là một số người ở trên công ty đầu tư An Bình. Vậy cuối cùng anh Thiên có gặp họ không? Tôi không biết nữa. Tôi xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút của con gái tôi. Ba nghe nè Kim Ngân. Ba ơi, mẹ bỏ nhà đi rồi ba ơi. Con cứ bình tĩnh đi, đừng có khóc nữa. Có lẽ mẹ con đi đâu đó thôi. Không, mẹ đã để lại một bức thư. Ba ơi, ba về nhà nhanh đi ba. Được được, ba sẽ về ngay. Nhà ông đang xảy ra chuyện gì à? Không có gì, là con gái tôi nó hay nhõng nhẽo vậy thôi. Thôi được, nếu ông có việc thì cứ về trước đi. Có gì chúng tôi sẽ mời ông lên cơ quan làm việc. Mong ông phối hợp với chúng tôi. Dạ được, tôi sẵn sàng cung cấp thông tin nào mà tôi biết. Tôi cũng mong án được phá nhanh để mà tôi còn làm ăn. Cứ như vậy hoài á thì tôi cũng thấy mệt mỏi lắm. Chào ông. Chào anh. Chào ông. Chào anh. Chưa đủ rồi hay sao mà bà còn bỏ nhà ra đi? Cứ đi chết chùm với thằng con trai của bà đi. Bác sĩ bảo, tôi nói với ông rồi, đừng có quá căng thẳng. Công an có gọi tới thì ông cứ khai như tôi đã dặn là được. Ông đừng có lo, mọi việc á tôi đã biết sắp xếp. Được, có gì cứ điện thoại hay là đến gặp tôi cũng được. Chào ông. Anh chạy nhanh một chút có được không? Con gái tôi đang ở nhà một mình, tôi cần về nhà gấp. Dạ. Anh Khánh, anh có chắc là hai thằng đệ tử của anh đã trốn qua Thái chưa? Công an đang lần ra vụ án của Thành Thiên để điều tra hung thủ. Anh nhớ hãy ém quân một thời gian, cấm tụi nó xuất hiện ở Sài Gòn. Nếu không thì liên lụy cả anh và tôi. Ok, tôi tin anh. Thank you.
Ba về hồi nào vậy? Nhà xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, sao con không gọi cho ba? Mọi việc cứ đến dồn dập như vậy, con trở tay không kịp. Làm gì còn có thời gian gọi cho ba? Ba, ba đi tìm mẹ về cho con đi ba. Con đừng có khóc nữa, để từ từ rồi ba tính. Không, không thể từ từ đâu ba. Mẹ đang quẫn trí, lỡ mẹ làm chuyện gì ảnh hưởng tới tính mạng của mẹ thì sao ba? Thưa nội, thưa ba con mới về. Có chuyện gì mà em gọi anh về gấp như vậy? Cậu có phải là người nhà này không? Chuyện xảy ra từ hồi sáng tới giờ mà giờ nay cậu mới về. Con đang họp ở công ty giải quyết một số hợp đồng xin giấy nên không thể nào về liền được. Công việc quan trọng hay là nhà này quan trọng? Sao ba lại trút giờ lên đầu con? Ba, sao ba lại la anh vô lý như vậy? Thôi thôi, mỗi người nhịn một tiếng đi. Nhà này chưa đủ rối sao? Đây là thư mẹ để lại nè, ba đọc đi. Mẹ con đã nói như vậy, biết đi đâu mà tìm? Không được, bây giờ tinh thần của mẹ con đang yếu lắm. Nếu như mẹ con một mình đi ra ngoài như vậy, không biết xảy ra chuyện gì đâu ba. Đúng là rắc rối thiệt. Làm như vậy thì được cái gì chứ? Hay là bây giờ mày đi báo công an đi, sẵn tiện báo chuyện hai mất tích, rồi nhờ họ đi tìm một lần luôn. Tại sao phải báo công an? Mà kệ đi, bà ấy có chân đi thì sẽ có chân về. Bà ấy để lại thư là muốn xa nhà một thời gian, có phải bắt cóc đâu mà báo công an. Sao ba có vẻ lo lắng khi chúng ta trình báo công an chuyện này quá vậy? Có họ vào cuộc không phải tốt hơn sao? Phải đó ba, mình đi báo công an đi ba. Số phận anh hai giờ ra sao mình còn không biết. Không có cuộc điện thoại nào gọi đến liên lạc về mục đích bắt cóc anh hai cả. Còn mẹ nhất định phải tìm ra trước khi mẹ suy kiệt ngã gục ở đâu đó mà. Một thằng vợ sống vợ chết thì bắt cóc để làm gì? Một người như sắp phát điên lên bỏ nhà ra đi, tại sao tôi phải có trách nhiệm tìm họ về đây? Tôi mệt mỏi lắm rồi. Các người muốn làm gì thì làm đi. Em phải làm sao đây? Em phải làm sao đây anh? Em muốn nhanh tìm mẹ và anh hai gì đây? Em nhất định phải đi báo công an. Chỉ có như vậy thì mới mong tìm lại được sớm hai người thôi. Đây là chiếc xe, là phương tiện di chuyển hàng ngày của ông ta. Nó xuất phát ra khỏi biệt thự vào mỗi buổi sáng. Còn đây là chiếc mô tô của hai vệ sĩ, tụi nó luôn bám sát ở phía sau. Nếu mà muốn đụng vô ông ta thì cũng không phải là dễ đâu. Đại ca yên tâm, em sẽ cản đĩa hai gã này. Còn đại ca chỉ việc chở thằng Tài con vượt mặt nhắm vô chiếc ô tô mà nã đạn, gã đó chết chắc. Cái phương án này cũng chưa có khả thi lắm. Nếu muốn thực hiện thì phải chọn con đường nào vắng một chút, chứ còn ở chỗ đông người thì khó mà tẩu thoát khi gây án xong. Vì tụi hành xử chìm thì bây giờ nhiều lắm. Đại ca đừng lo, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Đông dân mình về lẫn trốn, bọn cơm đâu dám bắn vào dân đâu. Tao muốn có một phương án khác an toàn hơn. Khi nào mà làm xong việc rồi thì tụi bay chạy qua biên giới Mộc Bài, rồi bay về Campuchia cho nó an toàn hơn. Vụ này khó, đại ca phải lấy trước một nửa số tiền rồi mới tiến hành. Tao biết rồi, nhưng mà ở chỗ quen biết thì tao phải tính cho kỹ. Nếu không thì sẽ làm mất uy tín của tao. Khi nào mà tao thấy ổn rồi thì tao gọi hai đứa qua lấy tiền. Nghe nói thằng Trẻ có con bồ là diễn viên hay người mẫu gì đó, thỉnh thoảng lại qua đêm với nó. Mình canh me đột nhập chơi lúc nửa đêm có vẻ an toàn hơn. Lúc đó bọn vệ sĩ đã về hết rồi. Ok. Cái phương án này cũng khả thi lắm. Tụi bay cứ bám theo đối tượng 24/24 giờ, rồi chờ thời cơ tới, tụi bay xử đẹp nó cho tao. Ok, đại ca gọi điện cho tên đặt hàng đi. Ngân à, con hãy bình tĩnh lại. Con cứ khóc như vậy hoài, mọi việc càng rối hơn nữa con. Bây giờ con
đâu biết phải làm gì hả nội? Anh ơi, con đâu? Mẹ con đâu rồi nội? Anh, ai gọi vậy? Sao anh không chịu nghe máy đi? Chỉ là khách hàng gọi thôi, không sao đâu. Con cứ nghe điện thoại đi, cần thì người ta mới gọi chứ. Dạ. Dạ em nghe nè. Chú làm gì mà tôi gọi hoài mà chú không nghe máy? Hay là chú muốn quỷ giao dịch với tôi? Dạ nhà vợ em xảy ra chuyện, em lu bu quá nên không nghe máy của anh được. Tôi đã dàn xếp xong rồi, nhưng mà cái vụ này khá tốn đó, họ đòi giá rất cao, chú chịu làm không? Cao là bao nhiêu? 500 triệu. 500 triệu? Sao mà cao dữ vậy? Chú cũng biết á, là cha vợ của chú là người có thế lực, luôn luôn lúc nào cũng có tụi vệ sĩ nó bảo vệ nghiêm ngặt. Nếu mà muốn đụng vô ông ta thì đâu có dễ. Cái giá này là cũng còn bèo đó. Không bớ được anh? Không, tôi đã chốt giá rồi. Nếu chú không làm thì tôi buông, còn nếu mà chú chịu làm thì chuyển trước cho tôi một nửa. Nếu mà có anh Thiên ở đây á thì chuyện tiền bạc không đáng kể, nhưng mà chỉ có mình em thôi cũng khó xoay sở lắm. Cái giá này là không có mắc đâu. Vừa lấy mạng một người mà cũng coi như là mua cái mạng của chú. Nếu mà để ông ta ra tay với chú như thằng Thiên á thì chú sẽ ra sao? Hơn nữa, khi mà ông ta chết thì cái quyền thừa kế sẽ lọt vào tay con gái của ông ta. Chú thử nghĩ xem, lúc đó tài sản của chú trị giá được bao nhiêu? Em biết rồi. Anh cho em 2 ngày, em sẽ chuyển tiền qua cho anh. Khi nào xong việc em sẽ chuyển đủ. Ok, vậy đi nha. Ok. Đúng, số tiền 500 triệu đó có là bao nhiêu? Nếu như mình giải quyết được ông ta, vừa trả được hận, vừa giữ được tính mạng của mình, mà điều quan trọng nhất là mình có thể thừa kế số tài sản không nhỏ. Ông Mạnh, ông có linh thiêng thì về báo mộng cho tôi biết Thành Thiên nó đang ở đâu, nó còn sống hay đã chết. Tôi đã đi tìm nó mấy ngày nay rồi, nhưng mà tôi biết tìm ở đâu chứ. Ông nói đi. Một bên là chồng, còn một bên là con. Tôi phải làm sao đây hả ông Mạnh? Tôi biết rõ chồng mình là hung thủ giết người, giết chết chính đứa con ruột của mình. Nhưng tôi không đủ can đảm để đi tố cáo ông ấy. Thành Thiên nó mà biết được, nó sẽ hận tôi. Tất cả là tại tôi, tại tôi quá nhu nhược, tôi bất lực, không bảo vệ được con trai của mình. Tôi đi tìm nó tiếp đây. Ông phù hộ cho tôi nha. Tôi không bỏ cuộc đâu. Tôi phải tìm cho bằng được con trai của tôi. Thank you.
chủ ơi. Ba có chuyện muốn hỏi con, mong con trả lời thành thật. Sao con thấy giọng ba có vẻ nghiêm trọng quá vậy? Ba muốn hỏi gì con thì cứ hỏi đi. Giờ chỉ còn hai cha con. Ba muốn hỏi con là Thành Thiên bây giờ ở đâu, con có biết không? Sao ba lại hỏi con câu này? Không lẽ ba cũng nghi ngờ là con bắt cóc nó? Ba biết rất nhiều chuyện, và còn biết rất rõ đó là Đạt Khắc. Nhưng ba thiết nghĩ ai cũng có thế giới riêng của mình. Cho dù là cha con, nhưng chúng ta ai cũng có một khoảng cách nhất định. Con không hiểu ý ba lắm. Ba vốn là người không hay nói, nhưng lại là người có tầm quan sát rất rộng, là một người nhạy cảm, nên ba có thể đoán biết tâm trạng của người khác chỉ qua một cái nhìn. Hải à, con có bao giờ nhìn Thành Thiên với ánh mắt phụ tử chưa? Vậy là ba đã biết tất cả. Ba đã biết khi nào? Ba biết từ khi Thành Thiên mới vừa sinh ra. Vậy tại sao bao nhiêu năm nay ba cứ im lặng? Ba cứ giờ như là mình không biết gì. Ba nói ra thì được cái gì? Có thay đổi được gì không? Nếu ba nói vậy, ba phải hiểu được sự ấm ức của con. Phải chịu đựng mấy chục năm nay, sao ba không thương con mà còn lên án con? Hải à, là người đàn ông, con nên sống rộng lượng đi. Nếu ngay từ đầu con không thể tha thứ cho vợ con, thì hãy bỏ nó đi. Sao lại giữ nó lại, rồi hành hạ cả mẹ lẫn con suốt mấy chục năm nay? Ba biết chuyện này từ khi nào? Tại sao ba lại giờ như là một chuyện bình thường? Tại sao ba không lên tiếng đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà? Ba không sợ cái thằng con quan đó chiếm hết cái gia tài này sao? Con đừng nên kích động, ngồi xuống đi con. Ba đã nghi ngờ từ khi Thành Thiên còn chưa biết bò. Ba đau đầu vì chuyện này nhiều lắm. Ba im lặng để quan sát con dâu. Ba vẫn không tin Nhật Linh là kẻ lăng loạn phản trắc. Nhưng ba không có lời giải đáp nào khi nhìn thằng bé không cùng chung giọt máu đang lớn lên trong căn nhà này. Rồi đến ngày mẹ con sắp ra đi, bà ấy đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho ba nghe. Cả ba và mẹ đều tin lời cô ta. Tin cô ta bị hãm hại. Vợ và bạn thân của con đã ngoại tình với nhau trước mắt con. Bà nghĩ đi, bà nghĩ đi. Làm sao mà con tha thứ cho được? Ba tin Nhật Linh với tư cách và đạo đức một người như vậy, vợ con nhất định không làm vậy. Nhưng trong chuyện này, Nhật Linh chỉ là nạn nhân thôi. Con không hề có lòng tin với vợ con. Tình yêu của con chưa đủ lớn để con rộng lòng tha thứ và giang tay nâng đỡ người mình yêu. Không ai hiểu con hết. Con yêu vợ con rất nhiều. Chính vì con yêu mà con khó có thể tha thứ cho người đàn bà đó. Cô ta đã làm cho con tổn thương. Chính cô ấy là người đã giết chết cuộc hôn nhân này. Thật ra người con yêu nhiều nhất chính là bản thân con. Cho dù con có yêu người khác đi nữa cũng chỉ để phục vụ cho bản thân con thôi.
Lẽ ra con không nên đối xử tệ với vợ con. Nếu như con cũng thấu hiểu nỗi khổ của Nhật Linh như thấu hiểu nỗi khổ của chính bản thân của mình thì con không hành xử như lâu nay. Nội, ba, giờ con sốt cao lắm, đang mê sảng nó lung tung trên đó đó. Vậy hả? Kim Ngân, con sao vậy? Trời ơi, sao nó sốt cao dữ vậy? Gọi bác sĩ tới ngay. Con gọi rồi, mà bác sĩ đang bận không tới. Được, chuẩn bị xe, đưa Kim Ngân vào nhập viện ngay. Dạ. Mẹ, mẹ ơi. Kim mẹ Ngân. Ơi mẹ. Trời đất ơi. Mẹ ơi. Con tôi, Kim Ngân. Mẹ ơi. Cẩn thận đó. Ba ở nhà đi, có gì cũng tới bệnh viện rồi gọi cho ba biết. Trời ơi, sao tai họa cứ liên tiếp giáng xuống đầu gia đình con vậy? Con gái tôi đang khỏe mạnh, tại sao nó lại sốt mê man như vậy? Tôi đã tiêm thuốc hạ sốt, đã cắt được cơn sốt. Thể trạng cô ấy rất yếu. Tôi không hiểu gia đình có chuyện gì, nhưng nhìn thấy bỗng mắt sưng húp thì biết là cô ấy đã khóc rất nhiều. Đúng là nhà tôi có chuyện. Không sao đâu, chỉ cần để cô ấy tĩnh dưỡng nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe. Tôi đã làm các xét nghiệm không có virus CV, cũng không phải sốt xuất huyết đâu. Ông đừng lo. Bác sĩ hãy nhớ chăm sóc con gái tôi chu đáo và tiêm cho nó loại thuốc bổ tốt nhất. Tôi biết rồi, ông yên tâm. Có chuyện gì anh cứ bấm chuông ở đây, tôi sẽ dạ, có mặt. Dạ tôi biết ngay. Rồi. Tôi xin phép. Dạ. Thằng nhỏ vẫn ở bên nhà nội nó chứ? Dạ, con đem gửi nó qua nhà má con chăm sóc vài ngày. Nhà đang xảy ra chuyện, vợ chồng con như vậy không chăm sóc được cho nó. Thôi cậu đem nó về đây đi, có ông cố ở nhà, nhờ ông cố và người làm chăm là được rồi. Ở nhà bên đó làm sao mà nó chịu được. Dạ con biết rồi. Ba, sao con lại ở đây? Đây là đâu vậy? Con bị sốt nặng, ba và chồng con mới đưa con vô bệnh viện. Mẹ, ba, con muốn được gặp mẹ. Ba, ba tìm mẹ về cho con đi ba. Ừ, ba sẽ cho người đi tìm mẹ về ngay. Con đừng có khóc nữa, con đang mệt, hãy nằm yên mà nghỉ ngơi. Ba hứa với con, ngay lập tức ba phải cho người đi tìm mẹ và anh hai về cho con nha ba. Chú Kiên đó hả? Tôi cần tập trung toàn bộ người của chú truy tìm một người cho tôi. Được, tôi sẽ giao lại cho chú ngay. Còn hứa với ba là không khóc nữa nha. Ba đã cho người đi tìm mẹ rồi, giờ ba về lấy hình của mẹ để cho người ta đi tìm. Nhưng sao ba không đưa hình của anh hai cho họ luôn? Cả hình của anh hai con nữa. Vậy ba về nhà nhanh đi, đưa hình cho họ liền nha ba. Cậu ở đây chăm sóc Kim Ngân cho tôi, tôi về nhà sắp xếp công việc rồi quay lại ngay. Dạ thưa ba. Ba về nghe. Dạ. Nhớ đừng có khóc nữa. Chào ba. Con bé mà nó có mệnh hệ nào thì bà sẽ không yên với tôi đâu.
A-di-đà Phật, thí chủ đã tỉnh lại rồi. Đây, coi chừng. A-di-đà Phật. Dạ thưa sư, sao con lại ở đây vậy? À, thí chủ đã ngất xỉu trước cổng chùa. Sư đem thí chủ vô đây đã được 2 ngày rồi. Nhà thí chủ ở đâu vậy? Để sư đưa thí chủ về. Nhà hả? Con không có nhà.